Khánh Dư Niên chương 419, Hoa Cúc, Cổ Kiếm Cùng Rượu, 2. Ngón tay móc vào khe hở trên mái miếu, thân thể phạm nhàn lắc nhẹ mà lên, mũi chân dẫm lên một mẫu gỗ thò ra từ lan can, thân thể đột nhiên tất cao, mấy tung mấy hợp, một thân thân pháp tuyệt diệu cùng tiểu thủ đoạn hoàng mỹ vô cùng kết hợp, chỉ chớp mắt cũng đã trèo đến tầng lầu cao nhất của huyền không miếu. Phía dưới sơn bình tình huống đã ổn định, hỏa thế đã diệt, mà đám quyền quý khánh quốc thủy chung là nhân vật tàn nhẫn kinh qua chiến hỏa, sơ qua hỗn loạn, liền trấn định, mấy vị đại lão an bài một tầng phòng vệ khác phía ngoài thị vệ, muốn bảo đảm huyền không miếu an toàn, lúc này mọi người lo âu ngẩng đầu lên nhìn. Vừa lúc nhìn thấy thân ảnh của Phạm Nhàn như thiểm điện lướt tới tầng cao nhất, không ai nghĩ đến Phạm Đề Ti thân thủ lại lợi hại đến trình độ như vậy, không khỏi cùng kêu lên sợ hãi thang một tiếng. Phạm Nhàn tay phải vững vàng nắm mái hiên phía dưới tầng cao nhất, chân trái hơi cong, tay trái đặt ở trên chủy thủ màu đen dấu ở trong giày, ở trong sơn phong khẽ phiêu đảng. Tầng cao nhất lúc này an tĩnh, nhưng hắn vẫn không dám lỗ mãn sông vào, hướng về phía phía trên hô một tiếng, thần Phạm Nhàn. Tầng cao nhất tựa như có người nói một câu gì đó, Phạm Nhàn hít mắt thấy quanh cửa sổ chung quanh tầng cao nhất, vô số đạo hàng quan dần dần thu lại, lúc này mới yên lòng, có người ở bên trong nói một tiếng, đi vào. Một tiếng kẻo kẹt, cửa gỗ được đẩy đẩy ra. Phạm Nhàn không dám chậm trễ, con người lấy đà một cái, cả người liền bắn ra nhẹ nhàng dương dương tự đắc theo sơn phong đi vào tầng cao nhất của giang miếu sợ kinh ngạc thánh giá nên hai chân đạp lên mặt đất hắn khóe mắt nhìn thị vệ như lâm đại địch chậm rãi lui về phía sau một bước biết lúc trước nếu mình không thông báo đã xông vào chỉ sợ nên đón mình chính là vô số thanh hàng đao ánh mắt đảo qua ở trong lầu không nhìn thấy chuyện hành thích như dự đoán phát sinh trong lòng hắn hơi thở vào nhẹ nhõm tiếp theo liền thấy ở góc hành lang thân ảnh hoàng thái hậu chợt biến mất Tuyển nhi mà chính mình lo lắng nhất đang đỡ lão nhân gia, mà vị hồng công công thần bí khó lường kia đang chấp hai tay, thân hình còng xuống đi ở cuối cùng. Phía dưới có lửa cháy, Thái hậu cùng các nữ quyến trong cung đã rời đi trước. Sao ngươi lại tới đây? Một đạo thanh âm uy nghiêm lộ ra thông dong vang lên, Phạm Nhàn sửng sốt sau đó mới kịp phản ứng, xoay người lại, hướng về trung niên nhân bên cạnh lan can tay trái thi lễ một cái, bình tĩnh nói, phía dưới có cháy, hẳn là có người làm, thần lo cho an nguy của bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc, hôm nay mặc y phục màu vàng sáng nhưng kiểu dáng rõ ràng tương đối tùy ý, hắn chấp hai tay sau lưng, nhìn bên ngoài lan can, nơi này địa thế rất cao, liếc nhìn một cái, vô số gian sơn đều ở trong mắt, khắp núi cúc vàng cũng lộ vẻ túc xác. Hoàng đế tựa như không hề lo cho an nguy của mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn một mảnh núi sông tươi đẹp thuộc về mình, tựa như lộ ra một tia cười nhạo đối với đám quan viên như lâm đại địch ở dưới lầu lúc này thái hậu cùng các nương nương trong lầu đã rời đi ở lầu ba cùng thị vệ lên lầu đón hợp thành một đội cẩn thận xuống lầu gió lùa vào tầng cao nhất của huyền không miếu trừ hoàng đế bệ hạ bình tĩnh dị thường còn có thái tử đại hoàng tử tam hoàng tử ba vị nam tử trong hoàng thất mười mấy đái đao thị vệ trong cung còn có bốn năm tiểu thái giám theo hầu phạm nhàn đảo mắt liền đem lực lượng phòng vệ trong lầu quan sát rõ ràng thần sắc không khỏi hiện ra một tia sầu lo trận lửa lầu dưới rõ ràng rất kỳ quái, chẳng qua chính mình nhận ra thời cơ mà nhanh chóng dập tắt, không để cho người khác có cơ hội ra tay, bất quá thích khách nhất định còn ở trong miếu. Chẳng qua không biết thực lực cường đại như Khánh Quốc, làm sao còn có thể người lẻn vào bất quá hắn thân là giám sát viện đề ti, đối với lực lượng phòng vệ của Khánh Quốc tương đối có tin tưởng, cho dù có thích khách ẩn núp, cũng chỉ có thể là loại tuyệt đỉnh cao thủ một kiếm có thể loạn thiên hạ, nhân số dù sao cũng không thể vượt qua ba người chẳng qua cung điển không ở trong lầu, sự thật này làm cho Phạm Nhàn trong lòng căng thẳng. Hồng Công Công đã đỡ Thái Hậu đi xuống lầu, sự thật này để cho Phạm Nhàn lại càng cảm thấy nhức đầu, chẳng lẽ thích khách này gây ra đám cháy kia, chỉ là muốn dẫn vị cao thủ đệ nhất trong cung xuống lầu hay sao? Lúc này trên lầu, triều đái đao thị vệ ra, cao thủ chân chính, tựa như chỉ có một mình mình. Phạm Nhàn có chút tự đại bình phán thế cục trong lầu, dù sao ở trong lòng hắn, đại hoàng tử công phu trên ngựa có thể không sai, nhưng chân chính đối mặt cục diện ám sát như vậy, hắn và một vị thích khách ưu tú còn có chênh lệch quá lớn. Nhìn vẻ mặt của bệ hạ, tựa như hắn cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, có lẽ đây là trầm ổn cùng khí phách mà thân là một đời quân chủ phải biểu hiện ra, nhưng Phạm nhàn không muốn vì trung niên này bị thương tổn, mà tạo thành tử vong cho vô số người vô tội trong thánh quốc, khẽ tao mày. Đối với thái tử phía sau bệ hạ đang cố biểu thị sự trấn định nháy mắt. Thái tử hơi sững sờ, lập tức biết Phạm Nhàn đang suy nghĩ điều gì, không người hành lễ với hoàng đế nói: Phụ thân, nguyên nhân đám cháy không rõ, kính xin tạm lui. Ai biết hoàng đế căn bản không để ý tới lời khuyên của Đông Cung Thái tử, chậm rãi xoay người, trên khuôn mặt thanh quát lộ ra thần sắc dẻo cực, nhìn Phạm Nhàn nói: Lửa tắt hay chưa? Phạm Nhàn hơi ngây ra, gật đầu nói: đã tắt. Vậy tại sao còn muốn đi? Hoàng đế tay trái nhẹ nhẹ vỗ lan can, từ từ nói: trẫm cả đời này rất ít khi phải lui phạm nhàn sắc mặt yên lặng trong lòng đã bắt đầu chửi má nó nghĩ thầm ngươi thích chơi trò mạo hiểm nhưng ta không có loại hứng thú này trầm giọng nói mặc dù không có gì dị động nhưng nơi này lẻ loi trên đỉnh núi khó lòng đề phòng kính xin bệ hạ lấy thiên hạ làm trọng lập tức trở về cung lấy thiên hạ để khuyên can một vị hoàng đế là thủ đoạn cực kỳ hữu hiệu trong kịch nói kiếp trước bất quá rất rõ ràng đối với hoàng đế khánh quốc mà nói không có tác dụng gì hắn ngược lại xoay người sang chỗ khác lạnh lùng nói phạm nhàn ngươi là đề ti giám sát viện nếu có người có can đảm ám sát trẫm đó là ngươi thất trách chẳng lẽ ngươi muốn trẫm vì sự thất trách của ngươi mà không thể ngắm hoa ư phạm nhàn trong lòng kêu khổ nghĩ thầm chính mình chỉ là giám sát viện đề ti mặc dù lục xử quả thật nắm giữ nghiệp vụ này nhưng hôm nay thưởng quốc hội vốn không để cho trong viện nhúng tay mình làm sao có thể nắm bắt được thiên cơ Bất quá hắn chợt nghĩ đến, mạng lưới mật thám của giám sát viện trải rộng khắp thiên hạ, gần nhất quả thật không thăm dò được phong thanh, thế lực dưới gầm trời này dám hạ thủ đối với Hoàng Thất Khánh Quốc, không nhiều hơn được hai ba nhà. Mà hai ba nhà này gần nhất vẫn rất an tĩnh, Đông Di Thành khó đoán nhất kia cũng vẫn duy trì bình tĩnh, tứ cố kiếm vẫn là đối tượng giám sát viện trọng điểm quan sát, có thể xác nhận đối phương còn ở Đông Di Thành. Nhìn vẻ mặt an bình của Hoàng đế, Phạm Nhàn trong lòng không khỏi thầm nói, Chẳng lẽ đám cháy này không phải là mở màn cho một cuộc ám sát ư? Chẳng lẽ mình đã quá lo lắng rồi? Nhìn Phạm Nhàn Lâm vào trầm mặt, ba vị hoàng tử có tư cách nói chuyện cũng cho là hắn bị bệ hạ khiển trách, có chút mất thể diện nên khó chịu. Thái tử ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị phân bua thay cho Phạm Nhàn, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, Phạm Nhàn gần đây đem lão nhị đánh thê thảm, làm cho mình cảm thấy vui mừng, nhưng thực lực của vị thần tử này tựa như cũng đã kinh khủng đến trình độ chính mình không cách nào nắm trong tay, lúc này phụ hoàng chàng ép đối phương. Nói không chừng có suy nghĩ sâu xa nào khác, cho nên im miệng, chẳng qua là hướng phạm nhàn đưa tiễn một ánh mắt an ủi. Đại hoàng tử cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trầm giọng nói, phụ thân, phạm đề ti nói có lý, tuy nói thiên hạ này, chỉ sợ còn không có tặc tử nào dám hành thích phụ thân, nhưng vì kế an toàn, cũng vì để các lão đại nhân dưới lầu an tâm, ngài xuống lầu trước đi thôi hoàng đế tựa như rất thưởng thức thái độ có sao nói vậy của đại hoàng tử nhưng đối với phạm nhàn vẫn không có thái độ tốt hơn lạnh lùng nói phạm nhàn người thân là giám sát viện đề ti gặp chuyện lại bối rối như thế thật sự đã phụ kỳ vọng của trẫm phạm nhàn trong lòng lại mắng mấy câu sắc mặt càng thêm khiêm tốn tự dẻo nói bệ hạ dạy dỗ rất phải hoàng đế có chút ý khảo sát nhìn hắn bỗng nhiên nói trong lòng ngươi có thật sự phục hay không dạ phạm nhàn đột nhiên trong lòng vừa động trực tiếp trầm giọng đáp thần cho là bệ hạ cai trị thiên hạ an nguy không phải chuyện thường cần cẩn thận hơn mới được dù cẩn thận cỡ nào cũng không quá đáng hoàng hoa chi cảnh hàng năm tái hiện bệ hạ khánh quốc cũng chỉ có một người cho dù bị người khác nói thần thất kinh nhắc như chuột thần cũng muốn mời bệ hạ xuống lầu hồi cung không khí trong lầu lúng túng trầm mặc không ai ngờ rằng phạm nhàn lại dám trước mặt mọi người cãi lời thánh thượng còn dám nghị luận sinh tử của thánh thượng còn trực tiếp đem lời khiển trách hắn của hoàng đế lúc trước phản bác lá gan của ngươi rất lớn không biết tại sao nghe những lời này sắc mặt hoàng đế cuối cùng đã thoải mái hơn nhìn phạm nhàn nói nếu như nói ngươi nhát như chuột trẫm còn thật không biết dưới gầm trời này kiếm đâu ra con chuột lớn như thế đây vốn là một câu đùa nhưng trừ hoàng đế ra tất cả mọi người trên tầng cao nhất đang rất khẩn trương căn bản không có ai dám phụ họa cười thành tiếng chỉ có phạm nhàn to gan lớn mật cười cười nhưng nụ cười có chút khổ đột nhiên thanh âm của hoàng đế trầm xuống ba phần chính là cặp mắt kia cũng đóng lại mặt sơn phong bên ngoài lan can nhẹ phẩy gương mặt đã tới trung niên nếp nhăn dần sinh ra trẫm cả đời này không biết gặp phải bao nhiêu trận ám sát mấy đứa nhỏ các ngươi làm sao có thể biết thiên hạ năm đó phong vân dao động đến cỡ nào hoàng đế khẽ cười nói một cái âm mưu sai lầm chồng chất như thế một đám cháy căn bản không thể bốc lên như vậy, đã muốn một trẫm rời đi, sao có thể dễ dàng như vậy? Phạm Nhàn nhìn một màn này, ở trong lòng thầm kinh bỉ vô một nước đều là kẻ kiêu ngạo, không thèm để tâm hoàn cảnh chung quanh, cung điển cùng Hồng Công Công không có ở đây, hổ vệ không có ở đây, có chẳng qua là thị vệ cùng ba vị. Hoặc là nói bốn vị hoàng tử, thái giám hầu hạ hoàng đế mặc dù trung thành, thân quyến mấy đời đều ở trong khống chế của triều đình, nhưng muốn dựa vào đám người này bảo vệ hoàng đế, thật sự là xa xa không đủ, nhất là Hồng Công Công đã theo Thái Hậu rời đi, để cho Phạm Nhàn vô cùng lo lắng. Đột nhiên hắn trong lòng chấn động, nghĩ đến một chuyện rất vi diệu nếu như lúc này bệ hạ bị ám sát, chính mình thân là giám sát viện đề ti chẳng phải sẽ gánh trách nhiệm lớn nhất ư. Phụ thân ở lầu dưới tại sao không suy nghĩ đến điểm này? Đái công công lớn tiếng nói, bệ hạ cả đời, bị ám sát 43 lần, chưa từng một lần nào lui một bước. Phạm nhàn sửng sốt, lập tức nghĩ tới Vương Khải Niên ở Bắc Tề xa xôi, ở trong lòng mắng, thì ra là phía sau một vị nam nhân thành công, đều có một hoặc mấy người nâng bi ưu tú. Hoàng đế chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt yên lặng lộ ra sự tự tin cường đại, Bắc Tề, Đông Di, Tây Hồ, còn có những quốc gia khác bị ta đánh chiếm, có ai không muốn một kiếm giết trẫm nhưng 20 năm qua, có ai làm được? Hắn nhẹ giọng cười nói, sau khi bị ám sát đã trở thành một chủng tập quán, phạm nhàn ngươi đại khái là có thể hiểu được tại sao trẫm sẽ không để ở trong lòng như thế đó là ngày đây là ngành nghề thuần thục a phạm nhàn hôm nay ở trong lòng mắng chửi nhiều hơn rất nhiều nhưng từ địa vị mọi mặt đến xem xét chính mình nếu làm giám sát viện đề ti sẽ phải chịu trách nhiệm an toàn cho hoàng đế mấu chốt nhất hơn là hắn cũng không muốn chính mình phải đội cái nồi đen này lên đầu kết quả là vẫn không chịu thuận theo mặt dày cả gan khuyên hoàng đế xuống lầu về cung hoàng đế rốt cục bị hắn làm phiền nổi giận mắng phạm kiến làm sao dạy dỗ ra một kẻ bất lực như ngươi trần bình bình làm sao lại nhìn trúng ngươi chứ phạm nhàn vẻ mặt tươi cười trong lòng tiếp tục mắng có bản lãnh ngài tự mình dạy dỗ đi đây vốn là chuyện trong trách nhiệm của ngài mà lúc này thế cục đã bình tĩnh xem chừng thích khách lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể nhân cơ hội bỏ chạy nếu không ở lại sẽ bị cấm quân tung lưới lục soát khẳng định không có kết quả tốt cho nên mọi người trong lầu tâm tư buông lỏng một chút, nhìn bệ hạ luôn luôn hỉ nộ không lộ mắng phạm nhàn, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, thái tử vẫn vô sĩ dùng ánh mắt ôm nhu an ủi phạm nhàn, đại hoàng tử có chút không đành lòng quay đầu đi, cũng là lão tam nhỏ nhất vẻ mặt tươi cười vui mừng nhất, trong lòng cảm thấy được chút giận. Không biết tại sao bệ hạ hôm nay tức giận đến thế, đối với phạm đề ti hút đầu phách não mắng không ngừng, giống như đang khiển trách con mình. Dù sao Phạm Nhàn hôm nay cũng là một đời danh nhân, Trọng thần trong triều, ở Khánh Quốc triều đình thành tựu về văn hóa giáo dục cao như hôm nay, chuyện ảnh hưởng đến thể diện của thần tử như vậy vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Phạm nhàn khuôn mặt cười khổ lắng nghe, lại nghe ra mùi vị khác, chỉ sợ vị bệ hạ này cũng đang cùng mình hoài nghi chuyện giống nhau, cho nên mới phá lệ tức giận nếu như nói xuất diễn này là lão nhân thọc hoặc là phụ thân đại nhân âm thầm an bài, chính mình chỉ có thể khen một tiếng bọn họ gan lớn lòng dạ ác độc vô sĩ nhược trí lại chơi một chiêu anh dũng cứu thánh thượng để cho thánh thượng nhìn hoàng đế không phải người ngu ít nhất thông minh sẽ không thấp hơn so với mình làm sao có thể không nhận ra chẳng qua xem ra hoàng đế tin tưởng phạm nhàn cũng chẳng hay biết gì hắn ở trong lòng thở dài một hơi nghĩ thầm đại khái sẽ không có thích khách thực sự rồi một trò khôi hài mà thôi nhưng vấn đề là trần bình bình không phải là một người mới đi làm non nớt phạm kiến cũng không phải tiểu cô nương ngày đầu tiên đi học bị trêu chọc mà trốn vào góc khóc lóc bệ hạ sẽ không tin tưởng hai vị thuộc hạ thân tín nhất của mình sẽ làm ra chuyện hoang đường như thế để Phạm Nhàn được thêm ân sủng nguyên nhân hoàng đế tức giận. Thật ra cùng Phạm Nhàn không quan hệ nhiều lắm. Hoàng đế rốt cục ngừng lời, quay người lại vỗ lan can thật mạnh, người trong lầu kinh hải, Phạm Nhàn lại là người đã quen đoán ý chủ nhân, đối với đái công công bên cạnh khẽ biểu môi, làm hình cái miệng, ý bảo vị kia mắng nhiều khát nước rồi. Đái công công vừa được điều động tới thái cực điện không lâu, đang rất cẩn trọng nhìn phạm đề ti nhắc nhở không khỏi vui lên chuẩn bị bưng trà lên hầu hạ đổi thành rượu hoàng đế cũng không xoay người lại nhưng lại biết phạm nhàn tiểu tử ở phía sau mình làm gì nhìn chăm chú vào khoáng cảnh bên ngoài lan can mây trôi trên trời trong mắt rốt cục không nhịn được xông ra một tia vui vẻ thu nhìn mắt rượi thơ nghìn vận hương róc say sưa rượu một tuần vừa ở lầu cao thưởng cúc không uống rượu làm sao hợp với tình hình cứ ba năm một lần thưởng cúc hội cũng sẽ chuẩn bị cúc hoa tửu sớm chuẩn bị ở bên cạnh chẳng qua là huyền không miếu nổi lên một đám cháy nhỏ mọi người bất an hẳn là đã quên bưng ra lúc này nghe ý bệ hạ một vị tiểu thái giám mi thanh một tú chuyên môn làm việc này vội vàng bưng án rượu đi về phía lan can mũi chân rơi xuống đất hết sức cẩn thận nghe câu thơ kia phạm nhàn trong lòng khẽ kinh hãi đây là thạch đầu ký hồi 38 giả bảo ngọc một bài thơ về cúc hoàng đế lúc này nói ra tự nhiên là muốn nói cho mình biết hắn trên thực tế cái gì cũng biết chẳng qua là chuyện này cuối cùng không giấu giếm được thế nhân phạm nhàn cũng không có quan tâm lắm thạch đầu ký văn chương bàn luận nam nữ tình yêu không khỏi rơi xuống tiểu thừa bất quá văn tự coi như khá nhưng những thi từ này cũng không quá xuất sắc ba vị hoàng tử cùng các tùy tùng trên lầu cũng không rõ ràng tại sao bệ hạ bỗng nhiên vào lúc này nói đến văn học hơi ngây ra phạm nhàn biết không thể chối được cười khổ không người nói thần chỉ chơi đùa một chút chưa từng nghĩ có thể vào mắt bệ hạ thật là may mắn a à, trẫm còn vốn tưởng rằng ngươi sợ người biết cuốn sách này là ngươi giả danh sở hữu cho nên cố ý ở trên thi từ có chút cố ý làm sao ấu trĩ như vậy phạm nhàn thở dài một tiếng không biết trả lời như thế nào mà lúc này mọi người nơi đây rốt cuộc biết thạch đầu ký luôn luôn ở trong dân gian trong cung âm thầm truyền lưu nguyên lai là từ tay tiểu phạm đại nhân ngoài khiếp sợ, rồi lại sinh ra cảm xúc đương nhiên, sách này luôn luôn chỉ có đạm bạc thư cục xuất bản, hơn nữa văn thải thanh lệ. Thật sự tục phẩm. Nếu không phải tiểu phạm đại nhân văn danh kinh thiên hạ sở hữu, còn thật không biết trên đời đi tìm đâu ra được. Hoàng đế nhận lấy chén rượu, hít hà mùi thơm trong chén, khẽ nhấp một ngụm, cười nhẹ, không hề để ý tới phạm nhàn đang quẩn bách cùng đám nhi tử giật mình. Trên bàn đặt hai chén rượu, vốn định là bệ hạ cùng thái hậu mỗi người một chén lúc này hoàng đế cầm một chén uống còn dư lại một chén mà lúc này thái hậu đã xuống lầu không biết nên như thế nào phân phối hắn nhìn thái tử một chút vừa nhìn đại hoàng tử một chút mày nhíu lại sau đó giãn ra trong vô thức đưa ngón tay chỉ hướng phạm nhàn đột nhiên phát hiện có chút không ổn ở trên đường đi vô cùng cứng nhắc chuyển hướng chỉ hướng lão tam đang trốn ở góc phòng vừa cười vừa giật mình tam hoàng tử tuổi còn nhỏ vẻ mặt đau khổ nói, phụ hoàng, hài nhi không thích uống rượu. Những lời này, cũng chỉ có thể là tiểu tử nói ra, mới không bị phán tội kháng chỉ. Hoàng đế trầm mặt, lạnh lùng nói, chuyện còn dữ dội hơn uống rượu ngươi cũng dám làm, còn sợ một chén rượu hay sao? Tam hoàng tử mặt khổ sở, bị khí thế băng hàng làm cho nhục chí, hẳn là sợ suýt nữa khóc lên, vội vàng tạ ơn, nện bước chân đi tới bên lan can, vươn ra cánh tay nhỏ nâng chén rượu, hướng trong miệng đưa đi đương một tiếng giòn vang chén rượu trong tay tam hoàng tử rơi trên mặt đất lăn đi xa hắn trận mắt há hốc mồm mà nhìn đạo hàng quan chạm mặt mà đến tựa như nghĩ làm sao cũng không thông chính mình chỉ uống chén rượu mà thôi làm sao tên thị vệ này giống như muốn chém giết mình dù sao cũng là hoàng tử từ nhỏ sinh trưởng ở tình trạng phức tạp nguy hiểm vô cùng tiểu tử lập tức phản ứng kịp có người hành thích phía sau hắn chính là hoàng đế bệ hạ nếu như hắn chạy trốn như vậy một đao như tuyết quang này sẽ trực tiếp chém ở trên người bệ hạ dĩ nhiên tam hoàng tử cũng không có thân pháp đạp tuyết vô ngân như khổ hà đại tông sư cũng không có một đôi tán thủ kiên cường như diệp lưu vân cho dù hắn cường hãn che ở trước mặt hoàng đế xem chừng một đao kinh thiên này cũng sẽ đem hắn trực tiếp chém thành hai khúc nhưng tiện lấy thủ cấp của hoàng đế trốn cùng không trốn cũng giống nhau cho nên tam hoàng tử lựa chọn cách làm chính xác nhất hắn gắt gao đứng ở nguyên chỗ quan sát gương mặt mơ hồ của thích khách trong ánh đao, hai chân phát trung, đáy quần ẩm ướt, liều lĩnh kêu lên. a à, Trước lúc tiếng kêu bén nhọn vang dội tầng cao nhất, tất cả mọi người chung quanh đã phát hiện ra chuyện hành thích, bởi vì chưa từng có ai nghĩ tới trong đại nội thị vệ trong hoàng cung Khánh quốc lại có thích khách, cho nên khi cây đao kia mang theo khí thế kinh thiên, bổ về phía bệ hạ đang cầm chén rượu, không có ai kịp phản ứng. Do đó để cho cây đao kia đột phá vòng phòng thủ của đám thị vệ chỉ có phạm nhà ngoại lệ hắn vừa thở mạnh vừa chuyển cổ tay một đấm đánh tới tên thích khách này ẩn giấu quá sâu xuất thủ quá đột ngột đao mang thái thịnh đến nỗi hắn căn bản không dám giữ lại chút nào phía sau tuyết sơn nơi hông đột nhiên hiện quang minh chân khí hòa tan mà xông ra như một con sông lớn dọc theo cánh tay phải của hắn vận đến trên quả đấm của hắn sau đó cách mấy bước hướng trong ánh đao đập xuống một quyền này tương đối không đơn giản quyền phong đã cắt đứt không khí Thanh âm khẽ ong ong, giống như là một tiếng sấm trên, ở trong ánh đao nổ vang, đem ánh đao như tuyết nổ thành nát bấy. Chuyện dĩ nhiên không có đơn giản như vậy. Phạm Nhàn trong lồng ngực buồn bực, cực kỳ khiếp sợ phát hiện người dùng đao lại cũng là cường thủ cửu phẩm, bất quá cũng đúng, thích khách dám đến hành thích quân chủ quyền lực lớn nhất thiên hạ, không có thân thủ cửu phẩm, làm sao có thể diện xuất thủ. Lúc này hắn đã bay tới bên người Tam hoàng tử, tay trái vừa lật chủy thủ màu đen từ chân nhô ra đâm thẳng bụng thích khách. Đao trong tay thích khách đã chặt đứt một nửa, nhưng đao thế càng thêm thê lương, tốc độ nhanh hơn, dường như đồng sanh cộng tử. Bọn thị vệ rốt cục tỉnh lại, kêu to nhào tới bên này, cùng phạm nhàn trước sau giáp công, tên thích khách này coi như là cửu phẩm cường giả, cũng không có biện pháp gì. Nhưng đúng lúc đó, trên trời đám mây phía trên huyền không miếu bay đi, lộ ra mặt trời, vần mặt trời rừng rực. Tia sáng chợt lóe, trong lầu nổi lên một mảnh màu trắng sau đó xuất hiện một tên thích khách toàn thân áo trắng cầm trong tay một thanh cổ kiếm tố sắc không ai biết tên thích khách này làm sao xuất hiện tại tầng cao nhất cũng không ai phát hiện hắn mượn ánh mặt trời che giấu đã đến gần trước người hoàng đế khúc khích hai tiếng xé gió vang lên hai gã thị vệ bên cạnh hoàng đế phản ứng đầu tiên đem bệ hạ kéo về phía sau trả giá chính là cổ họng hai người bị xé rách máu tươi bắn ra ngay cả đao cũng không kịp rút đã ngã trên đất một người áo trắng cầm lấy một thanh cổ kiếm đâm thẳng vào mặt hoàng đế hoàng đế bệ hạ lúc trước còn đang uy phong nói cả đời chưa từng lui ở nơi này trước mặt một kiếm từ thiên ngoại đâm đến rốt cục bị thiếp thân thị vệ hung hãn không sợ chết kéo lui mấy bước lúc này mũi kiếm đoạt tâm phách kia thật ra cách hắn còn có một thước xa nhưng mọi người tựa như cũng cảm thấy đoạn mũi kiếm này tựa như có lẽ đã đâm trúng cổ họng hoàng đế tất cả mọi người đều biết hoàng đế khánh quốc không biết võ công lại có mấy thị vệ điên cuồng hét lên ngăn ở trước mặt bệ hạ chuyện xảy ra đột nhiên vừa lo an nguy thánh thượng những thị vệ này lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất dùng thân thể ngăn cản kiếm thế của đối phương vô số máu tươi bắn ra hoàng đế hai mắt lại như cũ yên lặng các cao quan sát thích khách áo trắng hoàn toàn không có đi phía trước nhưng kiếm hợp nhất bọn thị vệ thực lực đầy đủ phía dưới huyền không miếu còn có hồng công công còn có hai gã cường giả cửu phẩm duy nhất của diệp tầng hai nhà lúc này chỉ cần có thể ngăn cản kiếm khách áo trắng kia một sát na là có thể giữ được tánh mạng cho bệ hạ. Nhưng ai tới ngăn cản? Đám thị vệ đã làm đủ bổn phận bọn hắn nên làm, bọn họ biết rõ chuyện thích khách xuất hiện trong đồng liêu của mình, chính mình chỉ sợ cũng rất khó sống sót rồi, vì lưu chút ít đường sống cho người nhà, bọn họ liều mạng đem tất cả bản lĩnh cũng đã lấy ra, còn dư lại chuyện thay bệ hạ đỡ kiếm. Hẳn là để lại cho mấy nam tử của bệ hạ làm sao? liên hoàng mấy chiêu cũng chỉ phát sinh bên trong thời gian vô cùng ngắn ngủi lúc ấy tam hoàng tử chấn kinh làm chén rượu rời tay còn đang lăn tròn trên mặt đất đại hoàng tử khuôn mặt khiếp sợ đang chuẩn bị lao tới trước người phụ hoàng thay hắn đỡ thanh cổ kiếm sát khí mười phần này nhưng chỉ kịp bước ra hai bước gót chân còn không chấm đất lúc này phạm nhàn đang nghe truyện trên tv audio cv âm hiểm đưa ra chủy thủ màu đen dài nhỏ cự ly bụng thích khách thị vệ còn có mấy tấc cũng đã cảm thấy kiếm thế kinh thiên ở phía sau máu bay đầy trời tựa như hoa cúc thấp núi nở rộ thi thể đám thị vệ chết không nhắm mắt bay ngang trên không trung bọn họ chết cũng không hiểu được làm sao bạch y kiếm khách có thể trốn ở bầu trời phía trên huyền không miếng nơi đó rõ ràng đã được kiểm tra hết thảy tất cả cũng giống như động tác quay chậm hết sức tỉ mỉ và kinh tâm hiện ra trước mắt phạm nhàn hắn thậm chí còn có thể dùng dư quan thấy rõ thái tử khuôn mặt thê thảm chạy về phía bệ hạ bộ dáng trung dũng này thật sự khiến người ta cảm động vô cùng nhưng rất đáng tiếc thái tử điện hạ rất đúng dịp đạp trúng chén rượu tam đệ đánh rơi trượt ngã cả người chuẩn bị ngã lăn ra đất thượng thiên chú định cơ duyên xảo hợp lúc này chỉ có phạm nhàn cách bệ hạ gần nhất phản ứng nhanh nhất có thể làm trung thần hiếu tử phạm nhàn lông măng sau gáy cũng dựng lên sát ý trên thân kiếm phía sau so với trước người cửu phẩm thích khách càng thêm thuần túy càng thêm cuồng thịnh chỉ trong một thời gian ngắn đã khơi dậy lệ khí chôn sâu sâu trong nội tâm hắn hắn có lòng tin trong nháy mắt đồng thời cứu bệ hạ cùng lão tam bên cạnh. Chẳng qua là chắc chắn sẽ bị Bạch Y kiếm khách phía sau làm trọng thương. Nhưng hắn quyết định liều mạng rồi, cơ hội tốt như vậy, Phạm Nhàn Keo kiệt tuyệt không chịu bỏ qua, địch nhân mạnh như vậy, Phạm Nhàn hiếu thắng càng không chịu bỏ qua. Nhưng vừa lúc đó, để Phạm Nhàn có chút trái tim băng giá chính là một chiêu cuối cùng của đám thích khách đã hiện ra. Lần này đối phương sử dụng gián điệp chôn giấu ở cung đình thị vệ Khánh Quốc đã 10 năm vừa không biết trả giá bao nhiêu, mời được tên Bạch Y kiếm khách này, liều mạng muốn hao tổn kinh doanh ở Khánh Quốc hơn 10 năm, dụ đi Hồng Công công, đúng lúc mà động, mới tạo ra được cục diện như trước mắt nhưng mà. Cửu phẩm thích khách không phải là sát chiêu, thậm chí Bạch Y kiếm khách danh kiếm thê lương cũng không phải là sát chiêu. Sát chiêu thực sự đến từ phía sau hoàng đế Khánh Quốc. Tên tiểu thái giám y thanh một tú lúc trước dâng lên cúc hoa tửu, khi hoàng đế bị Bạch Y kiếm khách một kiếm ép lùi lại mấy bước, đúng dịp ngay trước người hắn, chỉ thấy hắn lật án rượu, đưa tay chạm vào một góc, tựa như ảo thuật giống nhau, biến ra khỏi một thanh chủy thủ mờ mờ, hung hăng đâm về phía sau lưng hoàng đế. Chủy thủ là dấu ở cột gỗ trong huyền không miếu, chui đã sơn màu giống cột gỗ như đúc, hơn nữa trải qua lâu ngày, căn bản không có ai có thể phát hiện nơi đó cất giấu một thanh hung khí. Không ai biết thanh chủy thủ này để ở chỗ này đã bao lâu, cũng không người nào biết kế hoạch ám sát nhằm vào Khánh Quốc Hoàng đế này đã được sắp xếp bao lâu chỉ nhìn sắp xếp chặt chẽ cùng nhẫn nại phi phàm, cũng biết đối phương nhất định phải thành công mưu sát vua của một nước, cần nhất không phải là thực lực, mà là quyết tâm cùng dũng khí. Lúc này trước người hoàng đế Khánh Quốc là một thanh trường kiếm phong cách cổ dạc dào, nhưng kiếm thế kinh thiên, phía sau hắn, là một thanh chủy thủ, cổ xưa chí cực nhưng cực kỳ hung ác, căn bản không có chút cơ hội thay đổi nào. Phạm Nhàn biết mình gặp phải một lần khảo nghiệm nguy hiểm nhất từ lúc sống lại tới nay, so sánh với trên bãi cỏ cùng hải đường tranh đấu càng thêm kinh khủng, nhưng hắn không còn kịp than thở cái gì, cũng đã trong vô thức đưa ra lựa chọn chính xác, chủy thủ màu đen rời khỏi tay, đâm về hai mắt của đối phương. Hắn biết mình không phải là thần tiên, coi như là ngũ trúc thúc hoặc là bốn vị đại tông sư xuất hiện ở vị trí của mình, cũng không thể đánh lui thích khách trước mặt, dưới tình huống giữ được tánh mạng của lão Tam, sẽ cùng bạch y kiếm khách kia liều mạng một cái còn có đầy đủ thời gian cùng lực lượng đi trợ giúp bệ hạ đối phó tên tiểu thái giám phía sau. Trong cung vị tiểu thái giám kia không có công phu, nhưng mà chủy thủ trong tay của hắn cũ kỹ chí cực, lại là thứ đoạt mạng đáng sợ. Cho nên hắn lựa chọn cứu tam hoàng tử trước, sau đó cứu bệ hạ, mặc dù loại lựa chọn này sau đó xem ra là đại nghịch bất đạo. Nhưng ở trong mắt Phạm nhàn tam hoàng tử chỉ 8 tuổi, còn là một tiểu hài tử. Cứu người. Tự nhiên là cứu nhỏ trước. Chủy thủ màu đen như hắc xà, đâm về hai đầu lông mày của vị thích khách thứ nhất, đối phương lần này tính toán cực cặn kẽ, dĩ nhiên biết thủ đoạn kinh khủng nhất của Phạm Nhàn, chính là chủy thủ màu đen dài nhỏ này, trong truyền thuyết là món đồ bất tường mà phía giới lão quái vật tự mình khai quang, tên cửu phẩm thích khách kia không dám chậm trễ. Nửa đoạn trực đao chợt lóe, trực tiếp đem chủy thủ hung hăng đánh về phía lầu dưới. Hắn muốn xem Phạm Đề Ti được thế nhân vinh dự văn võ song toàn, ở dưới tình huống mất đi vũ khí, còn đối mặt với một đao của mình thế nào Chủy thủ mới vừa bay ra lan can Phạm Nhàn đã cấp tốc xoay người Đem chính mình phía sau lưng gạt cho thích khách Mà trong quá trình xoay người Lấy tốc độ căn bản không ai có thể thấy rõ Ở trên tóc của mình khẽ động Dựa thế về phía sau nhẹ nhàng vung lên Một cái kim may tinh tế bất thiên bất ỷ đâm vào đầu ngón tay thích khách Chỉ đâm vào một chút Ngay cả máu tựa như cũng không chảy ra một giọt Mà tên thích khách kia lại hét một tiếng chợt cảm thấy khí huyết không thông một đau xuất ra chém tới đầu ngón tay của mình ngẩng đầu đã không thấy phạm nhàn phạm nhàn lúc này đã đi tới trước người bạch y kiếm khách tên không ai bị nổi ngăn giữa hắn cùng với hoàng đế theo hắn tới tự nhiên còn có ba mũi tên màu đen câu hồn đoạt phách cùng mấy luồng khói độc đã phân không rõ hiệu dụng nhưng trộn chung một chỗ đảm bảo có thể khiến người không thoải mái một mảng khói lớn vàng xanh trắng lan tỏa trong tầng cao nhất ở thật là quỷ dị nói không ra lời giống như là khói lửa thỉnh thoảng có thể thấy trong kinh đô nhưng bạch y kiếm khách dường như đối với phương thức tác chiến âm hiểm của phạm nhàn hết sức hiểu rõ đã sớm tránh được ba mũi tên cũng đóng chặt hô hấp vẫn thẳng tách một kiếm xuyên thiên sơn phá vạn thủy phá khói tới thẳng tới mặt phạm nhàn lúc này phạm nhàn cũng đã dùng tất cả thủ đoạn đang che ở trước người hoàng đế cho dù một kiếm này đâm tới cũng chỉ đâm trúng thân thể phạm nhàn cho dù hắn đại nhân đại nghĩa đến chịu dân mạng cho hoàng đế lão tử, cũng chỉ có thể làm đến nước này rồi, về phần tiểu thái giám hành thích phía sau bệ hạ, phải, mời bệ hạ tự cầu nhiều phút sau. Một kiếm gặp mặt Phạm nhàn trong cơ thể bá đạo chân khí vô cùng cùng bạo, lúc này không biết là tâm thần đang chỉ huy chân khí, hay là chân khí đã khống chế được tâm thần, chỉ nghe hắn rít một tiếng, song trưởng đi ra, chân khí trong cơ thể dường như bị áp súc thành núi đá vô cùng chắc chắn, xuyên thấu cánh tay lao ra, nên hướng chui hàng kiếm này. Bạch y kiếm khách khẽ cao mày, biết nếu như mình vẫn cầm kiếm thẳng tiến, cho dù đâm thấu ngực phạm nhàn, chỉ sợ cũng sẽ bị hai trưởng kinh khủng này đem xương ngực phách vỡ toàn bộ. Suy một tiếng, chui cổ kiếm này giống như là cành cây tiên nhân vẫy nhẹ xuống nhân gian, nhẹ nhàng lay động, đâm vào vai phạm nhàn. Trong nháy mắt này, bạch y kiếm khách bỏ kiếm, cùng phạm nhàn đối trưởng. Quanh một tiếng nổ, kình lực thẳng chấn bốn phía, trao bụi mãnh liệt, khói độc tan biến, Bạch Y kiếm khách cho dù thiên tài như thế nào, cũng không bằng nổi Phạm Nhàn từ lúc sơ sinh đã luyện chân khí, tay trái hơi yếu, xương cổ tay rắc rắc phần phật một tiếng, chính là gãy. Nhưng để Phạm Nhàn Kinh Hải đảm chiến chính là, Bạch Y kiếm khách bị chính mình đẩy lui, lại còn có thể tiện tay rút chui cổ kiếm đâm vào vai mình. Phải là tốc độ nhanh đến cỡ nào, thủ pháp hay đến cỡ nào. Một kích không trúng, lập tức thối lui chính là phong cách hành sự của nhất lưu thích khách bạch y kiếm khách mũi chân điểm lan can không nhìn phạm nhàn một cái liền hướng dưới miếu nhảy tới áo bị sơn phong thổi qua tản ra giống như là một con bạch hạt không dính bụi trần trong nháy mắt bạch y kiếm khách cùng phạm nhàn giao thủ chung quanh vang lên hai tiếng vang không đáng chú ý lắm cửu phẩm thích khách để cho phạm nhàn đều có chút chật vật lúc này khuôn mặt huyết hồng xương vai vỡ vụn máu tươi dàn dụa trong mắt mang theo một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng té xuống ở ngã xuống đồng thời, khóe miệng chảy ra một tia máu đen, lúc thân thể chạm tới sàn, đã chết rồi. Ở phía sau tên thích khách này, hồng công công thân thể vẫn còng còng, hai tay trong tay áo, giống như chưa từng xuất thủ. Phạm Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến một chiêu tuyệt nhất của thích khách, bỗng nhiên xoay người, sau đó nhìn thấy một hình ảnh làm hắn khiếp sợ, để hắn rất nhiều năm sau, cũng còn nhớ rõ. Tiểu thái dám cầm chủy thủ ý đồ hành thích ngất xỉu dưới sàn, bên đầu là một mảnh vụn gỗ. Mục tiêu mà hắn hành thích, Hoàng đế Bệ hạ Khánh Quốc, trong tay cầm án gỗ đựng rượu, đây là vũ khí Hoàng đế Bệ hạ trong lúc hỗn loạn duy nhất có thể lấy được. Hắn nhìn tiểu thái giám dưới chân lạnh giọng nói, "Trẫm mặc dù không phải Diệp Lưu Vân, nhưng cũng không phải là nhân vật loại người như ngươi có thể giết được." Quả thật, Khánh Quốc hoàng đế mặc dù không tu luyện võ đạo, nhưng dù sao cũng là dũng giả cầm binh, tầm thường đánh nhau cũng còn có chút thủ đoạn. Phạm Nhàn kinh hồn chưa định, nhìn hình tượng hoàng đế cầm lấy nửa phiến án gỗ nhưng không biết nghĩ như thế nào nhớ lại bộ phim người trong giang hồ kiếp trước hay cho một chiêu cục gạch dưới huyền không miếu vang lên một trận sợ hãi kêu rú cùng thống mạ chắc là vị bạch y kiếm khách kia đã chạy xuống xem ra đám quyền quý khánh quốc quả nhiên can đảm tính tình hung ác biết đối phương là thích khách hành thích thánh thượng hẳn là đã vây lại lại là một tiếng thét kinh hải cùng kêu rên xa xa truyền lên lầu Lúc này không phải thời điểm luận công luận tội, Phạm Nhàn đưa đầu vừa nhìn qua lan can, chỉ thấy trên mặt đất, phòng giữ kinh đô dịp trọng che miệng mà đứng, lấy nhãn lực của hắn, có thể thấy rõ ràng đối phương đang học máu, chắc là lúc trước cùng tên bạch y kiếm khách kia giao thủ mà bị thương. Diệp Trọng là cửu phẩm cường giả hiếm có trong thánh Quốc Kinh Đô, nếu hắn đánh lén cũng phun ra máu, tên bạch y kiếm khách kia, tự nhiên thương nặng hơn, quả chẳng sai, nơi xa trong hoa cúc khắp núi, có thể nhìn thấy thân ảnh hơi có vẻ trì trệ của bạch y kiếm khách trong truyền thuyết tứ cố kiếm có một đệ đệ thuở nhỏ đã rời nhà đi xa không ai biết hắn ở nơi đâu hoàng đế bệ hạ đứng ở phía sau phạm nhàn lạnh lùng nói phạm nhàn thay trẫm bắt được hắn xem bọn họ huynh đệ hai người có phải giống nhau cũng là ngu ngốc hay không ngay cả khánh quốc hoàng đế gặp mạo hiểm luôn luôn trầm ổn chí cực rốt cục nổi giận phạm nhàn biết lúc này không nên nói gì nếu hồng công công đã lên lầu an nguy kế tiếp của hoàng đế không tới phiên mình quan tâm rồi mặc dù đầu vai còn đang chảy máu nhưng người của hắn đã nhảy ra lan can như hắc điểu lao xuống lầu dưới lại là một mảnh kinh hô xem cuộc vui a à. phạm nhàn sắc mặt một mảnh băng hàng hoàng đế nếu lên tiếng chính mình không có biện pháp gì tại hắn xẹt qua chốc lát tự thân cũng vội vàng không kịp chuẩn bị phòng giữ kinh đô dịp trọng cũng rốt cuộc điều tức xong gương mặt tối sầm Hướng phương hướng Bạch Y kiếm khách bỏ chạy lướt tới, cung điển là sư đệ của hắn, nếu như hôm nay bắt không được thích khách, chỉ sợ cả diệp gia cũng sẽ xui xẻo, nhảy vào sông lớn cũng rửa không sạch. Cho dù liều mạng già, hắn cũng muốn chính tay bắt được tên thích khách kia, hơn nữa còn là bắt sống. Ngay sau đó, thị vệ cao thủ cũng hóa thành vô số mũi tên, lao về phía sơn giả. Dưới chân núi có cấm quân tầng tầng vây quanh, trên núi có Phạm nhàn Diệp Trọng hai cường giả cửu phẩm dẫn một đám đại nội thị vệ đỏ mắt đuổi giết, không biết bạch y thích khách kia còn có thể trốn được hay không. Trong huyền không miếu, hoàng đế đã cởi bỏ vẻ tức giận khi trước, đầy mặt bình tĩnh, tựa như vụn gỗ dưới chân, máu tươi trong lầu, thi thể thị vệ cùng thích khách, mọi người bị thương cùng hôn mê, bốn phía trong không khí vị ngọt cũng không tồn tại, giống như là chính mình chưa từng gặp phải một cuộc mưu sát đã mưu tính nhiều năm. Chẳng qua là đang tiến hành thưởng cúc đại hội ba năm mới có một lần có người bắt đầu thu thập tàn cuộc trong miếu, rất nhiều cao thủ trong cung chen chúc ở tầng cao nhất, tự như muốn đem cả tòa tháp này đè sập. Đầu tiên thị vệ chịu trách nhiệm an toàn cho bệ hạ sắc mặt trắng bệch, đám thái giám bao gồm cả đái công công ở bên trong cũng lạnh run, không biết thánh thượng bị ám sát, sẽ mang đến cho vận mệnh của mình thay đổi gì, hay là sẽ trực tiếp phải bỏ dở lữ trình vận mệnh. Thái tử đã từ trên mặt đất bò dậy, mặt đầy nước mắt, cùng đại hoàng huynh hai người quỳ gối trước mặt hoàng đế, xin tội nói, nhi thần vô năng, để cho phụ hoàng sợ hãi. Đại hoàng tử nói xong trầm trọng vô cùng, hắn ở phương Tây giết địch vô số, nhưng không ngờ lúc thích khách đột kích, chính mình hẳn là một chút năng lực phản ứng cũng không có, mà phạm nhàn mà hắn vốn có chút xem thường, thế nhưng thân thủ như thế, xem thời cơ nhanh như vậy. Vừa vào cửu phẩm, cũng không còn là phàm tục. Các ngươi tuy là con trẫm, nhưng gặp phải đám người liều mạng này, phản ứng không kịp, cũng là chuyện tự nhiên. Hoàng đế tựa như không có ý tứ trách tội các con, chẳng qua là nhìn thoáng qua cửu phẩm thích khách trong góc chết trong tay Hồng công công, vừa nhìn thoáng qua chén rượu bị thái tử đạp vỡ, khẽ nhíu mày. Hắn nhẹ nhàng ôm Tam hoàng tử trong ngực còn đang sợ không dứt, ánh mắt lại nhìn lầu dưới hoa cúc đầy khắp núi đồi, trên sườn núi, mơ hồ có thể nhìn thấy chợt có động tĩnh, cành lá nhẹ bay mà vỡ vụn. "Xin cho lão nô đi đi." Hồng công công ở phía sau hoàng đế nhún nhường nói tựa như không nghĩ sau một cuộc ám sát, còn cần vững vàng thủ hộ ở bên người bệ hạ, tiểu phạm đại nhân gần đây ngã bệnh, lão nô có chút bận tâm. Trên sàn nhà phạm nhàn trước khi còn ném lại túi thuốc, khói độc khắp lâu, có lẽ sẽ có ít người hút vào, cho nên hắn để lại thuốc giải độc. Nhìn túi thuốc trên mặt đất, nghĩ đến sự tỉ mỉ của đứa bé kia, trong con ngươi của hoàng đế hiện lên một tia thiếu sót, hắn lúc này mới nhớ ra, phạm nhàn đứa bé này, gần đây thân thể vẫn có vấn đề, hơn nữa hồng công công lần trước đi phạm phủ cũng đã xác nhận trên người hắn có bệnh quả thật có chút phiền toái ngón tay của hắn nhẹ nhàng ở trên lan can của huyền không miếu gõ mấy cái soạt soạt rung động phía dưới phạm kiến vẫn đứng sau đám quyền quý tựa như lòng có cảm ứng nhìn thoáng qua trên lầu ngươi không nên đi hoàng đế lạnh lùng nói với hồng công công trẫm sẽ phái người tiếng nói vừa dứt trong khe núi phía dưới huyền không miếu lại truyền tới mấy tiếng dị động mấy thân ảnh từ nơi trú ẩn đứng dậy, người mang trường đao dọc theo khe núi đá, xông vào trong biển hoa. Chốc lát sau đã vượt qua đại nội thị vệ trước mấy khắc đã lên đường, tuy tìm tung tích ba người đằng trước trong núi có miếu, trước miếu dĩ nhiên là khe núi, chẳng qua là khe núi có chút dốc. Phạm Nhàn đang chạy nhanh trong khe núi, thỉnh thoảng đưa tay gạt đi cành cây trước mặt, ngửi kim tuyến cúc vỡ vụn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, giống như là ăn nha phiến. Chân khí trong cơ thể theo hai thông đạo nhanh chóng lưu chuyển cực nhanh bổ sung tinh thần cùng lực lượng tiêu hao. Hai chân giống như là có mắt vô cùng chuẩn xác đạp trên nham thạch, thân như hắc long, lấy một loại tốc độ làm người ta trốn mắt liếu lưỡi hướng dưới chân núi phóng đi. Nói đến nhảy núi, trường ngũ trúc thúc ra, trên thế giới này còn không có người nào nhanh hơn hắn. Huống chi, hôm nay cùng bạch y kiếm khách đánh một trận, tu vi trong cơ thể sau khi đại chấn tự nhiên có điều tăng lên, trình độ chân khí dư thừa cùng trạng thái tinh thần đều ở thời khắc đỉnh phong, thương thế trên vai trái căn bản không coi là gì. Hắn trước người chừng 10 trượng có thân ảnh màu trắng như ẩn như hiện, thân pháp coi như cực kỳ tinh diệu, giống như mây tụ mây tán, mềm mại vô cùng, tốc độ không giảm bớt, nhưng cuối cùng so ra kém phạm nhàn mượn trọng lực mà gia tốc. Hai người cự ly càng ngày càng gần. Về phần đại nội thị vệ phía sau còn đang tìm kiếm con đường xuống núi, đã không biết bị bỏ lại nơi đâu, mà dịp trọng đại nhân thanh danh hiển hách kia, rõ ràng một thân tu vi đều đặt trong chữ trọng, cũng bị kéo ra một đoạn khoảng cách. Trà còn chưa nguội, hai người cũng đã kẻ trước người sau phi tới chân núi, nhìn phía xa mơ hồ có thể thấy được cờ xí của cấm quân binh mã, phạm nhàn trong lòng hơi thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại bất ngờ phát hiện bạch y kiếm khách phía trước thân hình hơi chết, mạnh mẽ thay đổi phương hướng, dọc theo rừng thưa dưới chân núi mà chạy về phía tây. Đã bước lên đất bằng, tốc độ của phạm nhàn vốn không bằng bạch y kiếm khách, nhưng Bạch Y Kiếm khách nhận một chưởng của Diệp Trọng, rõ ràng bị thương không nhẹ, tốc độ thủy chung không thể tăng thêm, cho nên bị hắn bám sát ngay sau. Bất quá nhìn phương vị đối phương lựa chọn, Phạm Nhàn vẫn không ngăn được trung sợ trong lòng. Trên núi dưới núi liên hệ không tiện lắm, tin tức thánh thượng bị ám sát cho dù đã truyền xuống, đám cấm quân dưới chân núi chỉ sợ cũng khó phản ứng ngay lập tức, huống chi phương hướng Bạch Y Kiếm khách lựa chọn, chính là địa phương cấm quân khó kiểm soát nhất, nơi đó là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Diện tích cánh rừng mặc dù cũng không rộng lớn, nhưng đủ để che chở bạch y kiếm khách khinh thân bay đi. Hắn trầm mặt đuổi theo, mong ngóng thống lĩnh cấm quân sẽ không vì cung điển thất trách mà quên mất hướng kia. Làm hắn vui mừng chính là, bên ngoài rừng rậm rõ ràng cũng có phòng bị, tên bạch y kiếm khách kia ở trong quá trình chạy trốn, lại mạnh mẽ chuyển mình, hướng phương hướng 2 giờ trốn tới. Phạm nhàn theo sát. Bạch y kiếm khách lại chuyển hướng. Phạm nhàn theo cùng. Mấy lần đột thứ biến chuyển phương hướng, Bạch Y Kiếm khách vô cùng xinh đẹp vẫn duy trì cự ly cùng cấm quân nơi xa, mà Phạm Nhàn cũng căn bản không có lực lượng dư thừa để gọi các huynh đệ kia tới hỗ trợ. Sư một tiếng, Bạch Y Kiếm khách đột nhiên gia tốc hướng một mặt hồ phía trước lao đi. Chờ Phạm Nhàn cũng cắn răng vọt tới theo, mới có chút sợ hãi phát hiện một sự thật. Mình đã đi theo thích khách kia xuyên qua vòng vây của cấm quân dưới núi. Phía trước một mảnh trống trải, không có người nào phòng thủ. Phạm Nhàn trong lòng kịch chấn, hoàn toàn không thể hiểu rõ bạch y kiếm khách làm sao có thể thoát khỏi cấm quân, trừ hai người thân pháp quả thật rất nhanh ra, giải thích duy nhất chính là bạch y kiếm khách đối với chuyện bố trí cấm quân. Đối với phản ứng khẩn cấp của Khánh Quốc Triều Đình cũng đã quen thuộc đến một trình độ rất đáng sợ. Liên tưởng đến chuyện cung điển hôm nay vẫn không xuất hiện trong huyền không miếu, Phạm Nhàn cảm thấy một tia lạnh lẽo dọc theo sống lưng bò lên, nhưng lúc này không phải thời điểm để suy tư âm mưu quỷ kế diệp trọng quá nặng, thị vệ quá chậm, bên cạnh không có người nào. Nếu để cho tên thích khách này biến mất ngay trước mắt, Phạm Nhàn biết mình sẽ gây ra biết bao thị phi. Không thể quay đầu lại, chỉ có thể chạy nhanh, chỉ có thể đuổi theo, vội vã đuổi theo. Đối với kỹ năng truy tung của mình, Phạm Nhàn có đầy đủ lòng tin, nhất là ở bên bờ Bắc Hải, chính mình dẫn mấy hổ vệ, đem Tiếu Ân tung hoành thiên hạ năm đó đuổi đến thê thảm không chịu nổi, hắn căn bản không tin tưởng trừ tứ đại tông sư ra, còn có ai có thể chạy thoát được truy tung của mình. Nhưng hôm nay, Luân Phiên bất ngờ theo nhau mà đến, để cho hắn trái tim băng giá, trước là đối phương có thể dễ dàng xuyên thấu phong tỏa của cấm quân, sau đó đối phương biểu hiện ra năng lực trốn tránh hết sức cường hãn từ chân núi cho đến bên hồ, xuyên hồ mà qua, ở nông trại cùng điền giả xuyên qua. Tên bạch y kiếm khách kia nhiều lần cũng đã biến mất trong tầm mắt của hắn, nếu không phải là phạm nhàn nhãn lực kinh người, vận khí hơn người, chỉ sợ sớm đã để đối phương thoát khỏi. Hơn nữa bạch y thích khách ở dọc theo con đường này biểu hiện ra trầm ổn. Thậm chí tránh né giống như phản ứng bản năng, thật sự để cho Phạm Nhàn hết sức bội phục, hắn thở nhỏ đã tiếp xúc giám sát viện, dĩ nhiên biết kỹ năng này cần luyện tập bao năm mới có. Nhất là chú ý tới thủ pháp xóa dấu vết của đối phương, hết sức lão luyện, hơn nữa lộ ra một mùi vị âm trầm, đều khiến Phạm Nhàn cảm giác rất quen thuộc giống như mảnh hắc ám mà hắn đã vô cùng quen thuộc, cùng kiếm khách một thân bạch y này, lộ vẻ không hợp nhau. Nói vậy đây mới là một mặt chân thực của bạch y kiếm khách, tỉnh táo, âm tàn, quyết đoán, không có chỗ nào không phải là cực hạn của nhân gian. Huyền không miếu một kiếm, mặc dù huy hoàng, lừng lẫy trí cực, nhưng ở trong mắt phạm nhàn không kinh người bằng khí tức hắc ám mà đối phương tỏa ra lúc này, người này biểu hiện thực lực chân chính, chỉ sợ đã sớm vượt qua tiếu ân lúc tuổi giả, còn hơn xa thực lực của mình. Phạm Nhàn càng ngày càng kinh hãi, trên huyền không miếu, mình quả thật quá vọng động, quá nóng máu rồi, lúc này tỉnh táo lại, mới có thể chính xác ước định uy thế một kiếm kia của đối phương, nếu không phải Diệp Trọng đã đã thương đối phương, có lẽ Phạm Nhàn lúc này chỉ có thể làm duy nhất một việc, chính là lập tức dừng chân. Cách bạch y nhân phía trước càng xa mới có thể càng thêm an tâm. Trước người hai người, Kinh Đô đang nhìn, tường thành cao vút, khí thế bức người. Hổ một tiếng, Bạch y kiếm khách thế đi không giảm, một tay bỏ đi trường sam tuyết trắng trên người, lộ ra một bộ y phục một mặt đơn giản bên trong, giống như cư dân trong kinh thường mặt. Áo trắng rơi vào trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, một mũi chân ở trên áo nhẹ điểm một chút, một thân ảnh tật tốc lướt tới. Phạm nhàn nhìn kiếm khách phương xa đã cải trang thành dân chúng bình thường, bội phục đối với đối phương đã đến trình độ tột đỉnh, đối phương không như thích khách khác chạy ra nơi hoang dã, ngược lại giống như tự chui đầu vào lưới, tiến vào kinh đô, kinh đô không biết có bao nhiêu vạn người, đối phương lẫn vào trong biển người. Nói vậy cũng có thân phận khác để che giấu, cho dù giám sát viện phát động toàn lực, chỉ sợ cũng khó tìm ra hắn nữa. Hôm nay hoàng thất tổ chức hội ở huyền không miếu, phòng vệ kinh đô tự nhiên giảm bớt, lính canh chỗ cửa thành chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dụi dụi mắt, lại không biết xảy ra chuyện gì. Phạm Nhàn thấy rõ ràng, người này đã lẻn vào trong đám người ở kinh đô, cũng không kiên kỵ kinh thế hải tục, trực tiếp từ cửa thành vọt tới. Vào thành cũng không bị ngăn trở, hắn vẫn có thể miễn cưỡng bám theo thích khách kia. Ở một nơi phức tạp như Kinh Đô, mới thật sự là thời điểm để kiểm tra năng lực hắc ám của một thích khách. Phạm Nhàn đem hết tất cả vốn liếng, mới không bị thân ảnh phía trước bỏ rơi, cũng may hôm nay tinh thần trạng thái kỳ dai, tốc độ không có một tia giảm bớt. Trầm mặt đuổi dết cùng theo dõi, tiến hành ở dân trạch, hẻm nhỏ trong Kinh Đô, hung hiểm có lẽ không bằng nơi Bắc Hải lần trước nhưng trình độ khẩn trương còn lớn hơn nhiều nóc lầu thân ảnh khẻ phiêu dưới chân giày vải khẻ điểm xuyên qua đường phố náo nhiệt xô ngã một người bán hàng trong bán mức quả chính là va chạm này để cho phạm nhàn phán đoán rõ ràng thích khách bị thương nặng xem ra đã duy trì không được mới không khống chế được thân thể của mình một cái ngõ cục chật xuất hiện sau một trận tiến bước chân dồn dập mà rất nhỏ phạm nhàn rốt cục thành công đem người kia dồn vào cuối hẻm luân phiên bôn ba dụng tâm dụng sức dụng thần sắc mặt của hắn có chút tái nhật mất tự nhiên trên má lại là hai vần đỏ ứng trong hai mắt sáng trong chính là biểu hiện chân khí trong cơ thể dư thừa tới cực điểm mà thích khách ở cuối hẻm tình huống tương đối kém bạch y đã cởi dưới một thân quần áo bình thường đã có thể nhìn thấy huyết thủy mơ hồ thấm ra thích khách xoay người lại là một gương mặt mà phạm nhàn hoàn toàn xa lạ cũng tái nhật vô cùng nghĩ đến trong ngày thường cực ít thấy ánh mặt trời cũng không biết dịch dung hay không hắn thanh âm khàn khàn nhìn phạm nhàn cách mình chỉ có chục bước nói tiểu phạm đại nhân ngươi không mệt mỏi sao phạm nhàn hơi ngây ra nhẹ nói bổn quan không ngờ ngươi có thể chạy xa như vậy thích khách khẽ mỉm cười nhẹ nhàng đem tay vươn vào áo phía ngoài chậm rãi lấy ra chui cổ kiếm lạnh như thu thủy một kiếm nơi tay hắn toàn thân cao thấp khí chất thay đổi lập tức từ một thích khách hắc ám đang chạy trốn biến thành vị kiếm khách cao ngạo cả người tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Ta vốn không muốn giết ngươi. Phạm nhàn mặc nhiên, biết nếu như đối phương không bị thương mà nói, quả thật có đủ thực lực nói ra một câu nói nhìn như cuồng vọng như vậy. Cảm thụ được kiếm ý cuối hẻm lạnh lẽo quốc tới, hắn trong vô thức chuẩn bị kéo ám nỏ, lấy ra chủy thủ màu đen giấu ở trong giày, ném ra khói độc sở trường nhất. Không ngờ. Chủy thủ không lấy ra được, khói độc dùng hết rồi, ám nỏ đã mất. Ngươi hoàn toàn trần truồng rồi." Vô Danh thích khách lạnh lùng nói, "Ngươi chỉ có ba mũi tên, một cây chủy thủ, 14 viên phát khói, mà hiện tại ngươi đã dùng sạch." Phạm Nhàn khẽ cúi đầu, sắc mặt trầm xuống, biết mình đúng là trần truồng vào kinh, ba pháp bảo luôn luôn có thể trợ giúp mình đã không ở bên người có ba pháp bảo nơi tay, hắn dám cùng Hải Đường chính diện đánh nhau một trận. Mà lúc này, đối mặt với một vị tuyệt đỉnh cao thủ tổng hợp thực lực tuyệt đối không kém Hải Đường, Phạm Nhàn có thể làm sao? Hắn chỉ có chút phúc thương thế của đối phương phát tác mau hơn một chút. Ngũ trúc thúc có thể tới nhanh hơn một chút. Trong cơ thể hắn hôm nay chân khí dư thừa đã tới đỉnh điểm, để cho tâm thần của hắn kiên nghị tự tin, chân khí ở kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, giống như vô số hài tử nghịch ngợm dưới lời khuyên của hắn, bằng vào thực lực bản thân, cùng đối phương chiến một cuộc. Mà ngoài dự tính chính là, hắn chỉ hít một hơi thật sâu, đè xuống chiến ý của mình, dùng ánh mắt không có một tia tâm tình hỗn loạn nhìn đối phương, mỉm cười nói, nói ra ngươi một cái thân phận có thể làm cho ta hài lòng. Ta sẽ không đuổi theo nữa. Đây là giao dịch, đây là một khoản giao dịch mà dù hắn phải mạo hiểm hiểm nguy, vẫn muốn truy tung vị tuyệt đỉnh cao thủ này đến tận trong kinh cũng muốn làm thành. Huyền không miếu ám sát rất cổ quái rồi, cung điển ly kỳ thất trách, thời cơ ám sát xuất hiện an bài tuyệt diệu nhiều lần, thích khách trước mặt xuất hiện cùng rời đi, quen thuộc đối với sự vụ nội bộ của Khánh Quốc, cũng công bố một chút chân tướng đáng sợ, lần ám sát này khẳng định không chỉ một phương thế lực tham dự trong đó. Hơn nữa nhất định có nhân viên nội bộ Khánh Quốc tham dự. Phạm Nhàn chẳng qua chỉ cần biết khởi nguyên của chuyện này, mà không phải một dũng sĩ muốn tẩy đi sĩ nhục cho bệ hạ. Hắn không phải một vị trung thần đơn thuần, quan tâm hơn chính là, lần ám sát này cùng mình, cùng phụ thân, cùng giám sát viện có quan hệ thế nào đừng nói mấy lời khí tiết vô ích làm gì. Phạm Nhàn vẫn cúi đầu, cười nói, ta và ngươi đều là một loại người, biết hứa hẹn chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa, đưa ra tin tức ta cần có, ta thả ngươi rời đi. Thích khách trầm mặt, chấp nhận để hắn nói chuyện, nhưng đang lúc Phạm Nhàn cho là đối phương sẽ tiếp nhận giao dịch nhìn như đối với song phương cũng rất công bình cùng có lợi này, đối phương bỗng nhiên nói, hiện tại vấn đề là nếu ta giết ngươi, không phải ta cũng có thể rời đi ư thế giới này thật rất hay phạm nhàn cường hãn tự tuyệt đề nghị giải hòa cộng sinh trong mắt mọi người là rất mỹ mãn của nhị hoàng tử mà lúc này cũng có người rất cường hãn tự tuyệt hắn dựa vào cái gì đương nhiên là thực lực kiếm quan tự như ở trong nháy mắt chiếu sáng cả con hẻm lá rụng cuối thu cũng bị kiếm phong hất tung lung tung bay múa bên cạnh hai người thanh cổ kiếm này đồng hành với lạc dịp thê mỹ đột ngột mà kiên quyết đi tới trước mặt phạm nhàn giống như ở tầng cao nhất huyền không miếu chân khí trong cơ thể phạm nhàn đi ra vận tới hai tay trưởng phong hùng hồn chí cực như khai thiên tích địa phách về phía mặt đối phương đối với trường kiếm chạm mặt mà đến căn bản cũng không nhìn một cái trưởng phong mãnh liệt đem tóc tên kiếm khách kia chấn về phía sau giống như là từng đạo cương thứ vũ kỷ chi đạo hắn không bằng đối phương cho nên không thể làm gì khác đành liều mạng hơn nữa hắn biết rõ càng là tuyệt đỉnh thích khách giết người không ghê tay càng kiêu ngạo càng quý trọng tánh mạng của mình làm sao có thể đổi mạng được như hắn mong muốn đối phương quả nhiên dơ ngang kiếm hướng bàn tay của hắn chém tới phạm nhàn nhanh vô cùng thu tay lại hóa thành hai đạo bóng đen đánh thẳng huyệt thái dương của đối phương đôi quyền này rất gọn gàng đơn giản chí cực lại dị thường hung hãn đúng lúc này kiếm khách cùng hắn đối chiến làm một chuyện để cho phạm nhàn không thể nào tưởng tượng ra kiếm khách không còn như họa sĩ tiêu sái vung kiếm nữa không hề vận kiếm quỷ tích hay đến cực điểm nữa. Hắn trực tiếp quan kiếm. Trường kiếm rời tay, bắn ra, đánh thẳng cổ họng phạm nhàn thân thể của hắn dị thường cổ quái lui lên, tránh khỏi quyền phong bén nhọn, đưa tay đặt xuống chân trái của mình. Lấy ra một thanh chủy thủ âm u không ánh sáng. Phạm nhàn buồn bực kêu một tiếng, thu quyền quay về, lần lượt trao đổi một kích, ỉ vào chân khí bá đạo của mình, sinh sinh đem một kiếm đoạt mệnh đánh bay, cổ kiếm hóa thành một đạo thẳng tắp bay ra ngoài, suy một tiếng cắm ở trên tường, không ngừng rung rẩy, ông ông tác hưởng. Càng làm hắn kinh hãi chính là, đối phương lại từ giày lấy ra một cây chủy thủ, hướng chính mình đâm tới đây, Phạm Nhàn thật sự là quá quen thuộc với một chiêu này. Lúc kiếm khách cầm cổ kiếm nơi tay, chính là tuyệt đại kiếm thủ Quang Minh Chánh Đại, đại khai đại hợp, đường đường chánh chánh, cho nên Phạm Nhàn dùng chân khí bá đạo chống đỡ, nhưng sau khi tên kiếm khách này quan kiếm, cả người quan thải tựa như không còn sót lại chút gì, hóa thành một đạo mị ảnh trong gió thu. Trong tay cầm một thanh chủy thủ bén nhọn, đâm ra. Loại khí chất biến hóa mãnh liệt này, chẳng qua là phát sinh trong nháy mắt, phạm nhàn suýt nữa ứng đối không kịp, cánh tay trái đã bị một vệt máu rất nhỏ. Chỉ một thoáng, hai thân ảnh màu đen xám cứ như vậy ở trong hẻm chiến đấu, vật lộn gần người, lấy kỳ quỷ chi đạo mà đi, bén nhọn không tiếng động, chỉ ra âm hiểm, ở trong phạm vi rất nhỏ, tiến hành ám sát vô cùng hung hiểm, hai người động tác càng lúc càng nhanh, khử tay bắt đầu gối, đâm bụng chém chân, từ góc tường tới trên tường. Lại ném đến mặt đất. Liên tiếp thân thể va chạm liên tục vang lên, kinh tâm động phách. Nếu như Phạm Nhàn không được ngủ trúc rèn luyện từ nhỏ, nếu như không phải là chìm đắm sâu trong giám sát viện, đi theo con đường này, chỉ sợ đã bị thanh chủy thủ kia đâm ra vô số lỗ máu, nhưng dù như vậy hắn cũng bị thanh chủy thủ kia cắt ra không ít vết thương đối phương khẳng định hết sức rõ ràng đối với cấu tạo quan phục của giám sát viện, mũi đao cắt tới toàn là những chỗ không có bảo vệ. Mà để phạm nhàn kinh tâm tán đảm, chính là đối phương đối với mình nghiên cứu hết sức thấu triệt, đem lộ tuyến xuất thủ của mình tính toán gắt gao, chính mình dựa vào tiểu thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng mỗi lần ở trước lúc phát động, đã bị đối phương đoán được tiên cơ, tránh khỏi, bất luận là vắt đầu ngón tay, hay là đâm con ngươi. Nắm âm nang, vẫn là nghĩ dùng khửu tay đánh, chiêu số âm hiểm vô sĩ hạ lưu cỡ nào cũng mất đi hiệu dụng quan mang màu xám nhạt hiện lên trong mi mắt phạm nhàn mũi chủy thủ rất thẳng rất thẳng ghim xuống điều này làm cho hắn nhớ lại cây côn của ngũ trúc thúc để cho hắn nhớ tới lời ngũ trúc thúc nói câu kia thẳng ngoan chuẩn sở dĩ phạm nhàn ở thời điểm bị đánh phọc rắm ra còn có tư tưởng nhớ chuyện cũ là bởi vì hắn còn có một chiêu đại phách quan mũi giày dưới chân còn giấu một cái lưỡi đao vung tay chân khí thô bạo trong cơ thể thoáng cái bắn ra ngoài, trên cánh tay giám sát viện quan phục cũng bị chấn vỡ, tay phải bị chân khí kích thích, càng không ngừng run rẩy, mơ hồ có vài tia phong vận giống tán thủ của Diệp Lưu Vân dưới vách đá ở Đạm Châu, ba một tiếng đánh ra. Thích khách như U Linh ghé vào cánh tay trái của hắn, chỉ cảm thấy một cổ chân khí cường đại mà kinh tâm ập tới, ngón tay của đối phương chuẩn bị mở ra như cành khô vung lên. Thích khách cảm thấy ngực nôn nao, bị chấn ra ngoài, mũi chân cũng dẫm xuống, bất thiên bất ỷ dẫm ở trên mũi đao giấu dưới giày mà phạm nhàn âm hiểm đá tới phiêu nhiên thối lui ba thước phạm nhàn kêu đau đớn một tiếng che cánh tay trái trúng đao nhìn lên địch nhân đáng sợ trước mặt phát hiện đối phương đang che miệng chảy máu hơi cảm giác an tâm chẳng qua là ngủ trúc thúc còn chưa tới thích khách giơ tay đem chủy thủ nâng tại trước mắt khàn giọng nói đây là học từ ngươi phạm nhàn âm trầm cảm thụ được tinh lực của mình đang theo máu tươi ở miệng vết thương tràn ra ngoài không ngừng lưu thất lạnh lùng nói không cần thách khí không có thời gian để cho hắn trị thương điều tức còn đối phương ở phương diện chịu đựng vết thương còn mạnh hơn mình cho nên phạm nhàn không nói thêm nữa mũi chân đạp lên tường đạp rơi mấy viên gạch cả người đã nhào tới thế đi như hổ chưa từng có từ trước đến nay thích khách lùi một bước nhảy lên trở tay chết đao đâm về thái dương của hắn phạm nhàn thân hình hơi chậm lại khí thế từ vô cùng thô bạo mà chuyển chí cực âm nhu, cả người thân thể vô cùng mạo hiểm vòng quanh chủy thủ nửa vòng, hai ngón tay tay phải có hàng mang chật lóe từ sau cổ của mình quỷ mị đưa ra ngoài, chỉ sát na, đã nhẹ nhặt độc châm, đâm trúng hổ khẩu của bàn tay nắm chủy thủ kia. Nhưng hắn không ngờ rằng, thích khách trở tay đâm một cái, hẳn là giả tượng mà thôi. Khi cây châm đâm tới, đối phương đã thông dong kéo chủy thủ về ba tấc để cho độc châm đâm vào trên mặt chủy thủ, mũi châm nhỏ bé lộ vẻ yếu ớt vô cùng ngay sau đó thích khách chính là lên gối đánh về phía bụng phạm nhàn một cổ đau nhất để cho hắn lệch người đi sau đó thấy thanh thủy thủ này cách mình đã rất gần nhìn thanh thủy thủ này phạm nhàn tuyệt vọng đối phương chuẩn bị đầy đủ như thế ngay cả ba cây châm bảo vệ tánh mạng của mình cũng biết rõ ràng mà ngũ trúc còn chưa tới bên hông đau đớn phạm nhàn hét lên sau đó biến thành một tiếng gào cực kỳ cuồng bạo. A. À, thời khắc sinh tử rốt cục kích phát ra tiềm lực lớn nhất trong cơ thể hắn, đem lực sát thương cường hãn hút vào tuyết sơn, thôi phát chân khí bá đạo vận tới hai cánh tay của mình, kẹp lấy chủy thủ. Song trưởng cùng chủy thủ va chạm, phát ra thanh âm ken két cực kỳ khó nghe, giống như bàn ủi nóng đỏ đang từ từ lướt qua bàn chân khô rác. Hai người cự ly rất gần, đến nỗi Phạm Nhàn có thể thấy tia mỉm cười trong ánh mắt đối phương loại chuyện như xui xẻo luôn dắt tay nhau mà tới lúc này phạm nhàn đã đến thời khắc nguy hiểm nhất tai họa ngầm lớn nhất trong thân thể của hắn rốt cục bạo phát ra phát ra rống giận trí mạng thô bạo chân khí giống như là hài tử không nghe lời hoặc như giả thú khó có thể thuần phục dị thường không ổn định trong kinh mạch bắt đầu nhảy lên mà tuyết sơn chân khí uẩn tích tự hồ cũng đã theo trận truyền đấu hao tổn hao tổn tâm thần này rốt cục đột phá cực hạn bạo chỉ trong nháy mắt Phạm Nhàn cũng đã cảm nhận được khổ sở chưa từng có, trên người mỗi một góc đều đau đớn, giống như bị xé rách, đau đớn vô cùng, mà chân khí trong cơ thể cứ như vậy cùng tứ phá tan vách tường, dết vào thân thể của hắn, trong chốc lát tràn vào phủ tạng, cũng không cách nào điều động nữa. Chân khí hoàn toàn không có, song trưởng tự nhiên vô lực. Suy một tiếng vang nhỏ, chui chủy thủ thủy chung không cách nào chân chính đâm trúng Phạm Nhàn, cứ như vậy đơn giản, thậm chí có chút hoang đường đâm vào ngực của hắn. Phạm Nhàn buông ra song trưởng, khó tin nhìn trên ngực mình đột nhiên có thêm một cây chủy thủ, hơn nữa chỉ có thể nhìn thấy cái chui. Ngay cả tuyệt đỉnh thích khách kia tựa như cũng sợ ngây người, ngây ngốc nhìn chủy thủ trước ngực Phạm Nhàn, mà không có động tác kế tiếp. Không biết qua bao lâu, loại đau đớn này mới truyền đến trong đầu Phạm Nhàn, hắn mới hiểu được chính mình trúng một đâm rất sâu, chỉ sợ cái mạng nhỏ này sẽ mơ mơ hồ hồ mà đi tới thế giới khác. Không cam lòng A à còn có rất nhiều chuyện không có làm, còn không sanh con, hồng lâu mộng còn không sao chép đến hồi 78, còn không đi nội khố xem dịp khinh mi làm dụng cụ, còn không đi thần miếu trình coi, còn không đứng ở trên đại điện tại hoàng cung hướng người trong thiên hạ tuyên cáo thân phận của mình. Không, không cam lòng nhất chính là Người mù, làm sao ngươi còn chưa tới? Thật bất ngờ hơn là, nói ra hai chữ này, trừ phạm nhàn trước khi chết không quên kiếp trước chu tinh tinh ra, còn có vị kiếm khách đối diện, chỉ bất quá phạm nhàn nói cực kỳ không cam lòng đối phương nói cực kỳ vô tội thích khách rốt cục buông lỏng tay nắm chủy thủ phạm nhàn hai chân mềm nhũng hướng trên mặt đất té xuống khi hổ vệ tinh duệ nhất của khánh quốc hoàng đế rốt cục thiên tân vạn khổ chạy tới hẻm nhỏ chưa kịp tham gia trận kích đấu này chỉ tới kịp nhìn một người như dân chúng bình thường buông lỏng ra chủy thủ trên ngực tiểu phạm đại nhân sau đó hóa thành một đạo bóng đen trực tiếp vượt qua bức tường cuối hẻm mà tiểu phạm đại nhân Đại nhân vật vô cùng cường đại mà đám hổ vệ âm thầm truyền tụng, tựa như một con ma men say rượu thẳng tắp ngã xuống ở trên đất. Mau đuổi theo. Có hổ vệ thấp giọng quát. Phần 2, cứu người. Đầu lĩnh hổ vệ trong lần này cao đạt, mặt vừa đằng đằng sát khí vừa âm hàng trí cực, đứng ở bên cạnh Phạm Nhàn, nhìn trên mặt đất quan viên tuổi trẻ mang theo chính mình đi sứ Bắc Tề, trong lòng vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Không biết qua bao lâu, rốt cục có thanh âm ở trong ngõ hẻm vang lên. Không chết được. Phạm nhàn thở hồng hộc tựa vào trong ngực cao đạt, nhìn trước ngực một mảng lớn đỏ sẫm, đâm không đủ sâu. Bất quá, mau mời ngự y. Đi quý phủ tìm muội muội của ta lấy thuốc giải độc, sau đó mời bệ hạ cấp triệu phí giới hồi kinh. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Nói xong câu đó, Phạm nhàn nhắm mắt ngất đi, chẳng qua là trước lúc hôn mê còn dùng ánh mắt có chút mơ hồ, Nhìn thoáng qua bức tường mà tên thích khách kia bỏ chạy. Tình hình của quái sau khi trọng thương đã để cho hắn mơ hồ đoán được thân phận tên thích khách đáng sợ kia, chẳng qua là chuyện này quá phức tạp, thật đáng sợ, đáng sợ đến mức hắn thà rằng trong vô thức làm cho mình hôn mê bất tỉnh, cũng không muốn tiếp tục suy tư chuyện này. Màn xe theo gió lùa tới bay lên, lộ ra một góc sơn sắc xanh xanh ngoài xe, cùng đường đá thật dài vội vàng thối lui, giống như là vô số hình ảnh đang không ngừng chuyển động một góc hình ảnh là tấm khăn vải màu đen đang phiêu động, hóa thành tràn đầy hắc quang, dần dần chiếm cứ toàn bộ. Hình ảnh ngược lại sáng ngời, ánh sáng loan lỗ hóa thành đóa hoa nhìn rất quen mắt, ở vách núi đạm châu nở ra, có một cái tay hơi có vẻ thô ráp nhưng phá lệ ấm áp duỗi tới, hái lấy một đóa. Hoa được ánh mặt trời và gió biển hong khô, trộn vào trong trà. Nước sôi rót vào trong chén, ngâm lá trà cùng hoa khô, nổi lên màu hổ phách vàng ống ánh trơn bóng, lại có một cái tay đưa tới, vững vàng bưng lên, đặt ở trước mặt. Thiếu gia, uống chén trà tư tư mới va đi, hôm nay là ngày đầu tiên nào vào cửa. Đông nhi tỷ tỷ hồi lâu không thấy khuôn mặt ôn hòa nở nụ cười, không biết tại sao, nàng hôm nay không có ở đạm châu làm tây thi đậu hũ. Khẽ gật đầu, nhận lấy trà, đưa đến bên kia, nhìn Nguyễn Nhi ngồi bên cạnh không ngừng gặm đùi gà, giận trách nói, mở màng như vậy, ngươi cũng ăn được, uống chén trà cho ấm giọng đi. Uyển Nhi không nói gì, ngược lại là muội muội ngồi bên tay phải nở nụ cười, hai đầu lông mày nhàn nhạt thần sắc lo lắng đã tan biến, làm cho mình nhìn rất vui mừng. Cần phải đi. Ngũ Trúc trên mặt che một miếng vải đen lạnh giọng nói. Đi chỗ nào đâu? Theo bản năng mình hỏi một câu. Đi xem tiểu thư. Tốt. Chính mình không có một tia dị nghị, vô cùng hưng phấn mà đứng dậy, đi tới bên giường sách hành lý, còn có một cái rương đen sẫm nhưng không biết chuyện gì xảy ra hôm nay cái rương rất nặng nhất thế nào cũng không lên đầu đã đầy mồ hôi rồi một giọt mồ hôi theo thái dương phạm nhàn đang trong hôn mê trơn rơi xuống nhỏ trên đầu gối hắn có chút mơ hồ đem mi mắt mở ra một cái khe nhỏ vô thần nhìn phía trên mái hiên hoa văn màu sắc biết mình thân ở trong một gian phòng rất xa lạ không khỏi cả người rung lên nghĩ tới chẳng lẽ lại xuyên qua nếu như chết một lần sẽ xuyên qua một lần phạm nhàn có lẽ tình nguyện mình chết sẽ thấu triệt một lần cần gì tới cõi đời này đi một lần nhìn nhiều người như vậy gặp nhiều chuyện như vậy động nhiều tình như vậy sinh ra không nở rồi lại rời đi trong đầu lại còn nhớ rõ phạm nhàn có chút chớp chớp mắt rốt cục mới thích ứng ánh sáng trong phòng bắt đầu như đứa bé học tập tụ tiêu rốt cục nhìn rõ ràng ở bên cạnh mình viễn nhi đã khóc hai mắt như hai trái đào gắt gao nắm chặt một góc giường cắn môi dưới không chịu phát ra âm thanh thì ra mình còn sống vẫn đang trong thế giới này khánh quốc. Chẳng qua là không biết mình nằm ở nơi đâu. cúi đầu có chút khó khăn, nhưng hắn từ đau đớn từ ngực truyền đến, biết vết thương cũng không trị lành. Lúc này bốn phía gian phòng, tất cả đều là hoạn quan biết vân lời, khuôn mặt sợ hãi địa tìm chung quanh cái gì, giả mạo vội vàng bận rộn cùng bi ai, nơi cửa. Một đám lão đầu mặt ngự y phục sức đang buồn bã bi thương nói chuyện với một vị trung niên. Bệ hạ, bọn thần thật sự không có cách nào. Trung niên nhân giận dữ nói, nếu như cứu không được, các ngươi hãy chôn cùng đi. Phạm nhàn nửa mê nửa tình nhìn một màn này, nhưng không nhịn được nở nụ cười lạnh, chẳng qua là khóe môi cũng không nghe đại não chỉ huy nhất lên một tóc. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, đây thật đúng là lời kịch rất quen tai, chẳng qua là hoàng đế ngươi, đến thời điểm ta sắp chết mới như vậy, tự hồ làm người không phúc hậu chút nào cùng tình huống trước mắt so sánh, Phạm Nhàn trong vô thức hy vọng là phụ thân đại nhân Phạm Thượng Thư hướng về phía đám thái y quát mắng hơn. Muốn đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Uyển Nhi, nhưng không có khí lực nhúc nhích, trong cơ thể không chỗ nào không đau, không chỗ nào không trống rỗng, hắn mạnh mẽ đề nhiếp tâm thần, lại là trong đầu ông ông vang lên, lại ngất đi. Thời điểm Phạm Đề Ti đại nhân còn rỗi rãi oán thầm hoàng đế, an ủi lão bà, cả kinh cũng đã loạn ngập trời. Hoàng đế bị ám sát chuyện này không thể nào giấu giếm được mọi người trong thiên hạ, cho nên rất nhiều người lúc hoàng hôn đã biết chuyện này. bất quá để bách tính an lòng chính là bệ hạ cũng không bị thương. nhưng cũng không lâu lắm lại truyền tới tin tức giám sát viện đề ti tiểu phạm đại nhân trung thành hộ vua anh dũng xuất thủ đích thân xóa bỏ một thiên đại tai họa, sau đó không để ý thân thể mới bệnh xong mà suy yếu. từ huyền không miếu lùng bắt thích khách tới kinh, rốt cuộc chống đỡ hết nỗi ngã xuống đất, người bị thương nặng không biết còn có thể sống sót được không. Danh tiếng Phạm Nhàn ở Khánh Quốc dân gian luôn luôn không sai, vừa nghe tin tức này, các cư dân kinh đô phần lớn bưng bát ăn cơm tỏ vẻ thân thiết lo lắng cùng chân thành chúc phúc, ban đêm cầm đèn lồng đi Khánh Miếu thay hắn cầu phúc hẳn là đứng thành hàng dài. Thành Nam Đại Nhai Phạm Phủ không có mấy ngọn đèn sáng, một mảnh ảm đạm, bọn hạ nhân chân tay luống cuốn chờ tin tức. Phạm Nhàn sau khi bị thương, được hổ vệ trực tiếp đưa vào trong cung, bệ hạ trở về kinh, liền đem phạm nhàn trọng thương lưu tại trong cung để các ngự y nhìn một tấc cũng không rời đối với bệ hạ như vậy phạm phủ từ trên xuống dưới cũng cảm thấy đương nhiên thiếu nải nải cùng tiểu thư đã vào cung còn không có tin tức truyền tới bất quá trong truyền thuyết đại thiếu gia bị đâm một đao thương thế rất nặng thái y trong lúc nhất thời không có biện pháp tốt gì ngoài sở dự liệu của mọi người hộ bộ thượng thư phạm kiến không có vào cung chẳng qua là ngồi ở thư phòng của mình dặm bình tĩnh gương mặt không biết đang suy nghĩ gì. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần Bình Bình cũng không thể ở Trần Viên nhìn mỹ nữ ca múa được nữa, hắn ngồi lên xe lăn, ngược về giám sát viện, trước tiên bắt đầu triển khai điều tra đối với chuyện hành thích, đồng thời tiếp nhận vị tiểu thái giám bị bắt cùng thi thể cửu phẩm cao thủ ở Huyền Không Miếu. Tỉnh Vương đã vào cung, Nhu gia quận chủ ở lại trong khuê phòng mà khóc. Không biết trong kinh còn có bao nhiêu tiểu cô nương đang thương tâm nữa nhị hoàng tử đóng chặt lại đại môn vương phủ, nghiêm cấm thuộc hạ bất luận kẻ nào, đi hỏi thăm bất cứ tin tức gì, làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn biết tình cảnh bây giờ của mình hết sức nguy hiểm, trong thời buổi rối loạn này, bất kỳ cử động không thỏa đáng nào cũng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho mình. Đại hoàng tử canh giữ ở ngoài quảng tính cung nơi Phạm Nhàn đang nằm, càng không ngừng đi dạo. Nghi quý tần cũng dẫn tam hoàng tử đứng ở ngoài quảng tính cung hôm nay mạng nhỏ của tam hoàng tử chẳng khác gì là phạm nhàn cứu tới không nói nghi quý tần cùng phạm phủ có quan hệ thân thích thân là nữ tử trong cung nàng cũng biết sau lưng bệ hạ nổi giận là biểu hiện điều gì mà chính mình nên biểu hiện ra thái độ thế nào hoàng hậu chưa có tới đông cung thái tử cũng chỉ là ở quảng tính cung giả vừa quan tâm mấy câu an ủi uyển nhi cùng nhược nhược mấy câu vừa mời bệ hạ lấy thánh thể làm trọng đã trở về đông cung theo tin tức từ ngoài truyền đến hoàng thái hậu mặc dù chỉ phái hồng công công tới nhìn một chút nhưng lão nhân gia lúc này đang ở hàm quan điện thắp hương cầu phúc tin tức phạm nhàn trọng thương sắp chết để cho khánh quốc sở hữu thế lực làm ra phản ứng bọn họ tiếp cận chân thật nhất không khỏi cảm giác có chút hoang đường thả ái quản tính cung dĩ vãng là chỗ ở trong cung của trưởng công chúa cũng chính là phạm nhàn lần đầu tiên thăm dò hoàng cung từng tới nhưng hắn không có ở trong tẩm cung cho nên lúc trước tỉnh lại không nhận ra mình là nằm trong hoàng cung mặc dù phạm nhàn là vì bệ hạ mới bị thương nặng như vậy nhưng một vị thần tử được giữ trong cung trị thương cuối cùng là chuyện không hợp thể thống cũng may hắn còn có thân phận là con rể của trưởng công chúa chi nha một tiếng cửa quản tính cung bị đẩy ra rồi hoàng đế trầm trầm đi ra nhìn thoáng qua phạm nhược nhược bên cạnh đang chực khóc thần sắc hơi hiện mỏi mệt diêu công công rung, rung rung nói bệ hạ xin ngài đi nghỉ trước tiểu phạm đại nhân nơi này có các ngự y chữa trị hẳn là vô phương trong con ngươi hoàng đế hiện lên một đạo hàng quang đám vô dụng này. Bệ hạ, ta muốn vào xem một chút. Phạm Nhược Nhược ổn định lại tinh thần của mình, hướng về phía hoàng đế thi lễ một cái. Nhưng, Thái Y không để cho ta đi vào. Sao? Hoàng đế nhíu mày, tại sao? Hắn chú ý tới bên chân tiểu thư Phạm Gia đặt một cái túi bình thường. Phạm Nhược Nhược cắn môi nói, ca ca vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hổ vệ đã nói, để cho ta cầm thuốc giải độc của hắn bình thường tới, chắc là hắn trước khi hôn mê trong lòng hiểu rõ, chẳng qua là ngự y không tin lời của ta. Hoàng đế mặc nhiên đứng trên bậc, ngự y chữa bệnh tự nhiên có trình tự của mình, cự tuyệt thuốc của Phạm Nhược Nhược cũng là bình thường. Nhưng lúc này hoàng đế, cùng dĩ vãng trong rất nhiều năm cũng không giống. Tự như là lần đầu tiên, hắn phát hiện trong mấy đứa con của mình, chỉ có người bên trong kia là có tiền đồ nhất, cũng chỉ có người bên trong, mới không phải vì vị trí của mình mà tính toán. Trên Huyền Không Miếu, ở thời khắc nguy cấp, nếu như Phạm Nhàn lựa chọn không chú ý sinh tử đi đến cứu hoàng đế, chỉ sợ hoàng đế đa nghi thành tập quán vẫn sẽ đối với Phạm Nhàn có điều đề phòng, bởi vì cử động như vậy. Có lẽ đúng là hắn thân là một vị quyền thần muốn biểu hiện sự trung thành cho một vị quân chủ quan sát mà người làm hoàng đế từ trước đến giờ sẽ không tin tưởng có thể thấy được trung thành. Nhưng vấn đề là, Phạm Nhàn lựa chọn cứu lão tam trước nếu như tra cứu đô sát viện thậm chí có thể ra ra chi tiết này buộc phạm nhàn tội đại nghịch bất đạo chẳng qua là hoàng đế không phải nhân vật tầm thường hắn từ chi tiết này tự cho là thấy rõ phạm nhàn mặt ngoài lòng dạ sâu đậm vẫn có một trái tim ôn lương nhân thuận giống như cô gái kia năm đó đáng cười chính là phạm nhàn trong khoảnh khắc đó căn bản không phải nghĩ như vậy vấn đề là hoàng đế cũng không biết cho nên hoàng đế rất vui mừng ở biết phạm nhàn bị trọng thương sắp chết Hắn trái tim rất nhiều năm chưa từng dao động chút nào, rốt cục có một tia rung động, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình đối với Phạm Nhàn có phải đã chèn ép vô cùng cực đoan, mình hoài nghi, hắn càng đối với Phạm Kiến cảm nhận được một tia ghen tị không hề có đạo lý. Một tia tức giận không thể công bố ra ngoài một người trẻ tuổi ưu tú như thế, tại sao chỉ có thể là con của ngươi? Đám con của mình. Lão đại quá thẳng, lão nhị quá giả, lão tam. Quá nhỏ, về phần thái tử hoàng đế dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng nghĩ thầm tiểu vương bác đảng này chẳng lẽ cho là trẫm không nhìn thấy ngươi cố ý đạp trúng chén rượu kia ư cho nên hắn đem phạm nhàn lưu tại trong cung một mặt là vì mau chóng đem phạm nhàn cứu sống về mặt khác cũng là một trung niên nam nhân trong xương có tâm tình mặt trái nào đó quấy phá phạm kiến cùng hắn thuở nhỏ cùng nhau lớn lên có lẽ đối với quá trình trong lòng bệ hạ hết sức rõ ràng cho nên ở dưới tình huống con bị thương nặng cũng không vào cung chẳng qua là rất buồn bã lưu tại trong thư phòng phạm phủ. Bệ hạ truyền triệu, Thái Y chính dẫn một vị ngự y đang nghỉ ngơi đi ra cửa cung, khuôn mặt sầu khổ trả lời, bệ hạ, phía ngoài máu đã ngừng chảy. Nhưng thanh chủy thủ kia đã thương tổn đến nội phủ của Phạm Đại Nhân. Hoàng đế khẽ nâng cầm, báo cho hắn sự tồn tại của Phạm Nhược Nhược, vì sao không để cho Phạm Tiểu Thư vào. Thái Y chính cho dù vào lúc này, cũng không quên bảo hộ tinh thần chuyên nghiệp của chính mình, cao mày nói, thuốc kia không biết là cái gì thành phần. Thích khách dùng đao có độc, nhưng độc tố cũng chưa được phân tích rõ ràng, cho nên không dám cho uống lung tung, sợ. Sợ cái rắm. Lúc này tỉnh vương gia một mực ngồi ở trên ghế dưới bật lao lên, ba một tiếng, một bạc tay đánh vào mặt thái y, mắng, lão tử cho ngươi hai canh giờ. Ngươi không cứu sống được người, ít nhất cũng phải đem phạm nhàn cứu tỉnh. Chỉ cần hắn tỉnh, lấy y thuật của hắn so với đám lão đầu hỏng bét các ngươi còn đáng tin hơn. Thái y bị đánh một cái bạc tai, ngoài đầu óc choáng váng cảm thấy tức giận ra, căn bản không dám nói gì. Hoàng đế đang muốn mắng tỉnh vương động tác không thích đáng, nhưng nghe mấy câu nói đó, trong lòng vừa động, cảm thấy thật sự rất có đạo lý. Hôm nay phía giới không ở trong kinh, nếu nói đến giải độc chữa thương, chỉ sợ vẫn chưa có người nào lợi hại hơn so với Phạm Nhàn. Cao mày nói, bất kể thế nào, trước tìm cách đem Phạm Nhàn cứu tỉnh đã lời vừa ra khỏi miệng hoàng đế mới phát hiện phạm nhàn quả nhiên là một người toàn tài hơn nữa nếu như hắn không phải là lo lắng cho mình cùng các hoàng tử bị trúng khói độc đem túi thuốc ném vào trên gác chỉ sợ hắn cho dù bị thích khách kiếm độc sở xâm cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh hiện tại lại nghĩ tới phạm nhàn rất nhiều ưu điểm trong lòng hắn không nhịn được thở dài một tiếng thầm nghĩ nếu như mẫu thân của đứa nhỏ này không phải là nàng thật là tốt biết bao hắn lắc đầu cùng đám thái giám đi ngự thư phòng. Được thánh chỉ của bệ hạ, tỉnh vương dẫn phạm nhược nhược, đẩy thị vệ cửa cung, căn bản bất kể các ngự y đau khổ can gián, trực tiếp xông đến bên giường. Viễn Nhi hai mắt sưng đỏ, không nói một lời, chẳng qua là nắm tay phạm nhàn có chút lạnh như băng, ngơ ngác nhìn mặt phạm nhàn sau khi hôn mê tái nhợt, tựa như ngay cả phía sau mình có người nào tới cũng không biết. Phạm nhược nhược nhìn cảnh này, trong lòng thảm thiết, nhưng chợt hóa thành một mảnh kiên định, nàng tin tưởng vị ca ca rất giỏi này của mình không thể nào đơn giản chết đi như vậy cứu tỉnh hắn tỉnh vương gia hôm nay không giống một vị nông dân chuyên trồng hoa mà như một vị đại tướng sát phạt quyết đoán hiếp mắt nói nếu như uống thuốc không có tác dụng ta sẽ chém một ngón tay của hắn phạm nhược nhược tựa như không nghe được câu này trực tiếp từ trong túi lấy ra mấy cái hộp lớn nhỏ tỉnh vương gia nói ngươi biết nên uống cái gì chứ cũng không phải hắn không cẩn thận dù sao các ngự y không phải hoàn toàn ngu xuẩn, nói cũng có chút đạo lý, nếu như uống nhầm thuốc, quỷ biết có hậu quả gì, nói không chừng Phạm Nhàn đang hấp hối sẽ chầu trời ngay tức khắc. Phạm Nhược Nhược gật đầu, rất trấn định từ trong hộp gỗ lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt, thuốc phát ra một mùi vị vô cùng cay độc. Nàng đem thuốc đưa tới trong tay chị dâu, hai vị cô nương đều là người cực kỳ thông minh, Lâm Viễn Nhi bàn tay rung lên, hỏi cũng không cần hỏi nhiều một câu, trực tiếp đưa đến trong miệng bắt đầu nhanh chóng nhấm nuốt, vừa nhận lấy nước thái giám đưa tới, uống một hớp, để cho thuốc trong miệng mềm ra một chút. Các ngự y tò mò khẩn trương đứng xem bên cạnh, biết hai vị cô nương gan lớn này chuẩn bị mớm thuốc rồi, chính mình cũng không cách nào ngăn cản, liền có một người vội vàng tiến lên, dùng công cụ bằng gỗ chuyên dụng cậy mở hàm răng phạm nhàn. Lâm Nguyễn Nhi cúi đầu, đưa tới. Tỉnh Vương vẫn đứng im quan sát bỗng nhiên duỗi tay qua, ở ngực Phạm Nhàn vỗ một cái, sau đó vuốt xuống dưới. Sau đó, mọi người bắt đầu khẩn trương chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Phạm Nhàn lông mi khẽ rung rung, sau đó mở ra, chẳng qua là ánh mắt có chút vô lực. Phạm đại nhân tỉnh rồi. Thái giám đứng trong phòng hô lớn, để phía ngoài đi báo tin cho hoàng đế bệ hạ, trong điện ngoài điện nhất thời náo nhiệt. Ý niệm đầu tiên của Phạm Nhàn sau khi bị thương chân chính tỉnh lại là, nhất định có rất nhiều người sẽ thất vọng sao? sau đó hắn nhìn bên cạnh mấy khuôn mặt quen thuộc khẩn trương hưng phấn còn có chút dư âm buồn bã nhẹ nhàng nói gối uyển nhi nắm quả đấm đôi môi đóng chặt tựa như khẩn trương nói không ra lời cầm gối kê vào gáy của hắn biết tướng công muốn nhìn thương thế trên ngực cho nên kê thêm một cái nữa để cho đầu của hắn có thể cao hơn một chút nhược nhược đã dời giá cắm nến tới đây chiếu rọi rõ ràng vết thương của hắn phạm nhàn nhắm hai mắt trước hết để cho dược lực cây độc ở trong người dần dần tản ra tăng lên một chút tinh lực đã khô héo tới cực điểm sau đó mới chậm rãi mở hai mắt hướng lòng ngực của mình nhìn lại vết thương không sâu hơn nửa vị trí có chênh lệch chút ít nhìn vị trí trên ngực trên thực tế hẳn là ở ngay trên dạ dày các ngự y xử trí vết thương bên ngoài vô cùng tốt phạm nhàn cũng không tìm ra chỗ nào sơ xuất nhưng hắn biết trên dạ dày hẳn là bị đâm một lỗ hổng còn đang chậm rãi chảy máu chân khí của mình đã hoàn toàn tự do, căn bản không thể nào dựa vào chân khí để trị liệu. Nếu như tùy ý để xuất huyết bên trong tiếp tục, chính mình rằng không chịu được qua tối nay, lấy y học nguyên thủy của thế giới này, đối với việc nội tạng bị thương, thật sự là không có biện pháp gì, cũng không trách được ngự y. Lao Tinh lực của hắn để cho hắn chỉ có thể phát ra mệnh lệnh rất ngắn gọn. Phạm Nhược Nhược không cần suy nghĩ, trực tiếp lấy ra vải thô, đem thuốc trên ngực ca ca lau sạch, để cho các ngự y đứng quan sát một trận kinh hô. Không hề bất ngờ chút nào, vết thương trên ngực lại bắt đầu rỉ máu. Châm. Phạm nhàn nhẹ nhàng phun ra một chữ, miễn cưỡng có thể động tay, trở tay nắm bàn tay lạnh như băng của thê tử. Nhược nhược lấy ra mấy cái châm dài, phạm nhàn con ngươi hướng bên cạnh hơi đổi, nhìn tỉnh vương gia bên cạnh nói, thiên đột, kỳ môn, du phủ, quan nguyên, vào châm hai phần. Hạ châm cần chân khí gia trì, mà lúc này bên cạnh tựa như chỉ có tỉnh vương gia có bản lãnh này, Phạm Nhàn sau khi tỉnh lại đoán được rõ ràng, lúc trước một chưởng đưa vào bụng, không biết ẩn chứa hùng hùng chân khí rèn luyện bao năm. Tỉnh vương gia hơi ngây ra, tựa như không nghĩ tới mình cũng muốn làm đại phu, theo lời nhận lấy châm nhỏ, có chút khẩn trương theo thứ tự đâm vào trên huyệt đạo mà Phạm Nhàn chỉ. Châm nhập vào cơ thể, máu thế bỗng nhiên ngừng chảy, bốn phía ngự y thần sắc nhẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được. Tam sử Phạm Nhàn quể oải vô lực nói một câu đối với tỉnh vương gia. Tỉnh vương lập tức hiểu, giám sát viện tam sử am hiểu nhất là chế độc, mình cùng bệ hạ quan tâm quá nên bị loạn, hẳn là đã quên để cho bọn họ vào cung giải độc cho Phạm Nhàn, cho nên vội vàng ra điện, làm cho người ta đi truyền giám sát viện tam sử tất cả nhân viên vào cung, cứu bệnh trì người. Không ngờ người của tam sử cũng sớm đã ở ngoài hoàng cung chờ rồi, tam sử đầu mục lại càng nhiều lần thỉnh cầu muốn vào cung đi cứu Phạm Nhàn, Chẳng qua tối nay trong cung loạn thành một mớ, cấm quân thống lĩnh có mấy người bị giám sát viện truyền đi hỏi chuyện, hẳn là không người nào dám đi xin bệ hạ. Tự nhiên cũng chưa có ai dám để cho bọn họ vào cung. Lúc này tỉnh vương thay bệ hạ truyền chỉ, người của giám sát viện rốt cục thở vào nhẹ nhõm, trực tiếp vào cửa cung, chạy tới trong quản tính cung. Người của tam sử đeo một đống lớn đồ này nọ, đinh đinh đương đương như là kim khí, phạm nhàn nằm ở trên giường nghe thanh âm này, kỳ diệu tựa như nghe ngọc luân. Tam sử đầu mục là đệ tử của phía giới, chính là sư huynh của Phạm Nhàn, ở giám sát viện cùng Phạm Nhàn từ trước đến giờ chung đụng cực kỳ tương đắc, lúc này nhìn sư đệ thê thảm vô cùng nằm ở trên giường, mặt thoáng cái đã âm trầm, hắn đi tới bên cạnh Phạm Nhàn, một ngón tay đặt lên cổ tay của hắn. Mọi người bao gồm ngự y ở bên trong, cũng khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn. Một lát sau, tam sử đầu mục gật đầu, nhìn Phạm Nhàn nói, sư đệ uống thuốc đã đúng rồi. Bất quá, Độc này là của Đông Di Thành Nhất Mạch, thử một chút thứ trong viện chuẩn bị đi. Phạm Nhàn trong lòng khẽ đồng, theo lời uống thuốc, không biết có phải là nhân tố trong lòng hay không, tinh thần nhất thời tốt hơn chút ít. Thiên hạ nếu nói ba đại tông sư dùng độc, phía giới là một, tiếu ân là hai, còn có một vị lại là quái nhân của Đông Di Thành, trong ba người này, phía giới kiến thức rộng nhất, bản lãnh không thể nghi ngờ mạnh nhất, nhưng mà tông sư dùng độc, lựa chọn chọn tài liệu và chế độc bố trí độc phong cách đều có bất đồng mãnh liệt như tiếu ân thiên về động vật cùng tuyến thể phân bố, phía giới thiên về thực vật, chuyện này cũng ảnh hưởng tới phạm nhàn Mà độc trên chủy thủ của thích khách kia, lại là đông di thành khoáng độc, hai phái phong cách không thông, muốn giải độc, hết sức phiền toái, trong viện làm sao có thể có sẵn thuốc giải độc. Cho nên phạm nhàn rõ ràng, thuốc này nhất định là có người mượn danh nghĩa của sư huynh để đưa vào trong cung giải độc cho mình, chẳng qua là sư huynh hàng năm say mê nghiên cứu độc dược học, do đó đầu óc cũng không nhanh nhạy, rất rõ ràng không nghĩ tới điểm này độc tố dần tan còn dư lại trong cơ thể là thương thế tạng phủ nhìn bản lĩnh giải độc của giám sát viện các ngự y rốt cục có chút bội phục rồi nhưng vẫn thật tò mò vị phạm đề ti này cùng tam sử chuẩn bị xử lý thế vết thương trong cơ thể thế nào sư đệ bộ công cụ trước kia ngươi để trong viện ta cũng mang đến dùng như thế nào tam sử đầu mục tựa như cũng không rõ ràng lắm chức năng của những thứ đó Phạm Nhàn nhìn vết thương trên ngực, thở hổn hển nói, ta cần một người gan lớn. Còn cần một người tay đặc biệt ổn định. tan sử đầu một hàng năm cùng độc vật người chết giao thiệp, cảnh mổ bụng đã nhìn không biết bao nhiêu năm, lá gan tự nhiên cũng khá lớn, về phần người tay đặc biệt ổn định. Tam sử quan lại, tự như cũng đủ để ứng phó. Nhưng, Phạm Nhược Nhược quật cường đứng ở trước giường, nói, để ta. Phạm Nhàn nằm ở trên giường khuôn mặt tiều tụy, ngay lập tức tỏ vẻ kiên quyết phản đối, thứ nhất là chính bản thân hắn đối với kỹ thuật khâu vết thương cũng không có nhiều lòng tin, thứ hai, hắn căn bản không nở để muội muội luôn đáng yêu nhu nhược thấy trong ngực mình máu me nhầy nhụa, huống chi lại còn phải dùng tay chạm vào. "Uyển Nhi, ngươi đi ra ngoài đi." Phạm Nhàn dùng thanh âm có chút khô nói, mang muội muội đi ra ngoài. Uyển Nhi không nói gì, chẳng qua nhẹ khẽ lắc đầu. Nhược Nhược kiên trì nói, "Tay của ta là ổn định nhất." Nghe được Phạm Tiểu Thư có lòng tin như vậy, tất cả mọi người bao gồm tam sử đầu mục cũng có chút bất ngờ. Phạm Nhàn nhìn nàng một cái, nhìn trong con ngươi cô nương thường ngày bình thản dần dần dân lên tự tin, trong lòng khẽ động, không biết hắn suy nghĩ gì, gương mặt tái nhật hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, ở lại sẽ rất ghê tởm. hơn nữa ngươi là người thân của ta, theo lý nói, ta không nên lựa chọn ngươi. Nhưng nếu ngươi đã kiên quyết, vậy thì ở lại đi. Nói một chuỗi dài, tinh thần của hắn lại có chút quể oải không đợi hắn mở miệng nói chuyện quyển nhi bên cạnh lại lắc đầu vẫn là không nói chuyện trong phòng một trận trầm mặc ánh nến chiếu sáng gương mặt phạm nhàn có chút sáng tối lần lượt thay đổi hắn miễn cường cười nói vậy chư vị còn chờ cái gì nữa chỉ là tiểu phẫu mà thôi tam sử lấy ra mấy cái thùng đúng theo đề nghị của phạm nhàn bất quá người thực sự đề xuất lại là phí giới mà phí giới từ đâu học được những thứ này trừ phạm nhàn ra hẳn là không có ai biết, mà lúc này, hắn muốn làm bác sĩ phẫu thuật. Theo lời của hắn, mọi người ở quảng tính cung bắt đầu bận rộn. Hoàng cung rất xa hoa, giá cắm nến rất nhiều, lại cần chút ít biện pháp để ánh nến tập trung đến trên giường, chiếu sáng ngực của Phạm Nhàn. Đám tiểu thái dám vội vàng nấu nước, đun khí giới, để cho mọi người trong cung rửa tay, mà nhược nhược nghiêng thân thể, cẩn thận mà nghiêm túc nghe ca ca nói hạng một công việc cùng thao tác thủ pháp cần chú ý, tam sử đầu mục không nghi ngờ chút nào là một người gây tê chuyên nghiệp đám tiểu thái giám này là các hộ sĩ động tác nhanh nhẹn mà các ngự y nhìn mọi người bận rộn nhưng không biết mọi người đang làm cái gì ngu ngốc đứng bên lại tựa như biến thành học sinh năm ba trường y tới xem giải phẫu dù sao không phải là kiểm tra phụ khoa phạm nhàn trong lòng nghĩ tới như vậy cũng bỏ ý định đuổi đám ngự y ra khỏi cửa về phần sát trùng trừ độc gì đó thôi đi hoàng cung ta cũng không có điều kiện này Đinh một tiếng kim khí va chạm giòn vang, quanh quẩn ở trong cung điện an tĩnh, Phạm Nhược Nhược có chút lo lắng gật gật đầu, ý bảo ca ca chính mình chuẩn bị xong. Lâm Nguyễn Nhi quay đầu lại lo lắng nhìn em chồng một cái, vừa lấy khăn lông mềm để lau mồ hôi trên trán Phạm Nhàn. Phạm Nhàn khó khăn nở nụ cười, phu nhân, ngươi nên đi lau mồ hôi trên trán thầy thuốc đi. Tam sử đầu mục đang chuẩn bị cho hắn uống thuốc, không ngờ Phạm Nhàn ngửi mùi vị này, đóng chặt đôi môi ý bảo không ăn, nói, hạt mã tiền quá nhiều, sẽ bất tỉnh mất. Tam sử đầu một buồn bực hỏi, ngươi không bất tỉnh thì phải làm sao? Thức sẽ đau không chịu nổi đâu. Phạm nhàn mặc dù không có dũng khí như quan công tạo xương chữa thương, nhưng lúc này chỉ có chính hắn am hiểu chuyện này, dĩ nhiên không thể cho phép chính mình hôn mê, đem tánh mạng người giao cho tiểu nha đầu muội muội khó khăn nói, dùng ca la phương sao, giảm ít chút ít. Tam sử đầu một lúc này mới nghĩ đến chính mình lại quên loại thuốc kia, mà thuốc này còn là mình lúc đầu xuân đề cử cho phạm nhàn chẳng qua là sau đó phạm nhàn bắt thượng xuôi nam dùng giám sát viện tam sử chính mình cũng cực ít sử dụng hắn trở lại góc phòng tìm trong chốc lát tìm được rồi một cái bình nhỏ màu rám nắng mừng rỡ đi về đem bình đưa đến dưới mũi phạm nhàn một mùi ngọn ngọt nhất thời xông vào trong mũi phạm nhàn qua một hồi dược lực bắt đầu phát tác mặc dù tầm mắt cũng không mơ hồ nhưng cảnh trí trước mắt phạm nhàn bắt đầu có chút quái dị tựa như hắn có thể đồng thời thấy rõ ràng hai hình ảnh một hình ảnh là muội muội cầm lấy một món khí giới như cái kìm lo lắng nhìn mình một hình ảnh là rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm trước ở một địa phương thần kỳ được kêu là bệnh viện một vị tiểu hộ sĩ xinh đẹp nhìn rất quen mắt đang cùng mình nói chuyện hắn tâm thần so với thế nhân bình thường kiên định hơn rất nhiều lập tức biết mình đã bắt đầu xuất hiện ảo giác chân thật hình ảnh cùng ảo tưởng hình ảnh bắt đầu đang vào chung một chỗ bắt đầu mau chút ít hắn khẽ nheo mắt nhược nhược nếu như duy trì không được sư huynh lập tức tiếp nhận lá gan của hắn rất lớn dường như đang dùng tánh mạng của mình để duy trì sự tự tin cho nhược nhược chẳng qua là dưới tác dụng của ca la phương hắn tinh thần luôn là dễ dàng rời khỏi hoàng cung phòng giải phẫu quên mất bệnh nhân đang phẫu thuật là mình phạm nhàn từng dùng ca la phương để đối phó với tiếu ân đối phó ngôn băng vân đối phó nhị hoàng tử hôm nay rốt cục đã gặp báo ứng quay đầu nhìn nguyễn nhi gương mặt tuyết trắng hai mắt khẽ sung càng tăng thêm thê mỹ vừa nhìn muội muội ở lồng ngực của mình vô cùng cẩn thận bận rộn hắn bỗng nhiên ngây ngốc cười một tiếng nghĩ thầm nếu như tương lai để cho thê tử cùng muội muội ở trong nhà cũng mặc đồ hộ sĩ hồng phấn mặc dù nghĩ đến chỉ có thể nhìn nhưng vậy cũng sẽ là cảnh tượng thật đẹp người chi tướng mê bản tính dần hiện rõ đám người bên ngoài quản tính cung còn đang lo lắng chờ đợi bọn họ cũng đều biết phạm nhàn đã tỉnh lại hơn nữa cường hãn dựa theo sắp xếp của mình bắt tay vào chữa trị nghiêm trọng thương thế của mình. Người Khánh Quốc mặc dù sớm đã thành thói quen phạm nhàn mang đến vui mừng, tỉ như thi tam thiên, tỉ như đùa dẫn hải đường, tỉ như kỳ thi mùa xuân, tỉ như nhất sử, tỉ như sữa đậu nành. Nhưng mọi người nghĩ tới, chính hắn bị thương nặng, nhưng muốn trị chính mình, không biết có thể đem mình từ ranh giới sinh tử kéo trở về hay không. Bệ hại ở trong ngự thư phòng hơi chút nghỉ ngơi, tựa như phá lệ lo lắng cho thần tử trẻ tuổi, hẳn là đã ngồi ngự liễn trở lại trước quảng tính cung. Hắn nhìn mọi người an tĩnh trước điện, nghe trong điện mơ hồ truyền đến lời nói cùng có chút kim khí va chạm, không khỏi nhíu mày, đang nhớ lại rất nhiều năm trước, trên chiến trường phương Bắc, chính mình tựa như cũng đã gặp cảnh tượng tương tự. Thế nào? Tỉnh vương gia hướng bệ hạ thi lễ một cái, lo lắng nói, các ngự y giúp không được gì, tam xử mấy tên kia. Giải độc hẳn là không thành vấn đề nhưng mà vết đau quá sâu hoàng đế khẽ mỉm cười nói có những bảo bối mà nàng lưu lại hẳn là không có vấn đề quá lớn tĩnh vương ngây ra trầm mặc không đáp đứng ở phía sau bệ hạ trong hai tròng mắt có một tia lửa căm phẫn cùng đau thương vừa hiện rồi biến mất hóa thành không hề bận tâm không biết qua bao lâu cửa quản tính cung rốt cục đã được đẩy ra nghi quý tần không để ý thân phận lôi kéo tam hoàng tử đi tới bên kia hỏi thế nào trả lời nàng là một tiếng nôn mửa vô cùng vô lễ oa người ra là một vị tiểu thái giám lúc trước trong điện chịu trách nhiệm đưa khí giới lúc này đầu tiên xuất cung dĩ nhiên thành tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người nhưng nghe câu hỏi của nghi quý tần hắn căng bản đáp không được cái gì sắc mặt trắng bệch tựa như bị kích thích viện cây trụ càng không ngừng nôn mửa diêu công công mắng ngươi con thỏ nhỏ đáng chết kia ói còn không có mắng xong lại có một vị ngự y tuổi trẻ sắc mặt tái nhật đi ra cửa cung, hẳn là ngồi cạnh tiểu thái giám ói. Thế giới hiện tại vốn thuộc Thái Bình, tiểu thái giám vừa từ thuở nhỏ lớn lên trong cung, trượng trách cũng là xem, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh tượng như trong điện, những thứ xanh xanh đỏ đỏ kia là gì. Chẳng lẽ trong bụng người chính là loại nhục đoàn máu me nhầy nhụa đáng sợ ư? Phạm tiểu thư thật là lợi hại, lại còn có thể dùng tay đi sờ. Mà vị ngự y trẻ tuổi kia, học y nhiều năm, cũng bất quá là bốn chữ vọng, văn, vấn, thiết Buồn nôn nhất cũng nhất định là bựa lưỡi cùng hoa liễu ở Đông Cung Tối hôm nay lại một lần nhìn thấy có người Lại dùng châm để khâu da, dùng kéo cắt bỏ thịt Đây chính là thịt người da người A Lại qua một hồi, tối nay các ngự y làm công tác như các học sinh Cũng lặng yên không một tiếng động ra khỏi quảng tính cung Chẳng qua là mọi người sắc mặt đều có chút không xinh đẹp Mặc dù đại đa số người còn có thể giữ vững vẻ ngoài trấn định nhưng sâu trong nội tâm cũng là bị rung động không nhỏ hoàng đế đang nghe chuyện trên tv audio cv xem sắc mặt bọn hắn liền biết phạm nhàn hẳn là không sao nhưng vẫn hỏi như thế nào thái y bị tĩnh vương đánh một cái bạc tai lúc trước cũng nhịn không được lòng hiếu kỳ len lén bàn quan lúc này nghe câu hỏi của bệ hạ sắc mặt xanh hồng vô cùng khiếp sợ nói bệ hạ thật là thần hồ kỳ kỹ tĩnh vương vừa nghe giọng này không nhịn được mắng hỏi ngươi phạm nhàn không phải là để cho ngươi ở đây cảm thán thái y lại là đứng thẳng người vẫn phát ra cảm thán râu mép run rẩy không ngừng bệ hạ vương gia hạ thần hành y mấy chục năm cũng từng nghe nói tới thần hồ kỳ thần châm đao phương pháp không ngờ hôm nay thật sự nhìn thấy mời bệ hạ yên tâm tiểu phạm đại nhân nội phủ đã hợp nhất định không có gì đáng ngại chẳng qua là mất máu quá nhiều nhất thời không được thanh tĩnh hắn cũng không dám nói tiểu phạm đại nhân ở sau khi thủ thuật chấm dứt cuối cùng không có gắn gượng được dược lực bắt đầu nằm ở bàn mổ nói hồ ngôn loạn ngữ chuyện hoang đường liên quan tới nhà quý tộc hoang đường không chịu nổi chuyện này quả quyết không dám bẩm cho bệ hạ biết được cũng may khi đó bên bàn giải phẫu trừ mình cùng mấy ngự y đứng xem ra cũng chỉ còn lại có tiểu phạm đại nhân thân cận nhất hai vị nữ tử hẳn là vô ngại lúc này người ở phía ngoài quảng kính cung cũng đều thật tâm hy vọng phạm nhàn có thể sống được nghe được thái y nói năng có khí phách bảo đảm nhất tề thở vào nhẹ nhõm. Đại hoàng tử mặt lộ nụ cười giải thoát, hướng bệ hạ thi lễ một cái, liền không chờ nữa, trực tiếp xuất cung trở về phủ. Hắn không muốn làm cho mọi người cho là mình đang lấy lòng phạm nhàn cũng không muốn mọi người cho là mình hiểu rõ thánh ý, chỉ là thuần túy không muốn phạm nhàn chết, lúc này nghe đối phương an toàn, đi rất tiêu sái. Hoàng đế vất tay một cái, ý bảo nghi quý tần dẫn tam hoàng tử đã mệt mỏi không chịu nổi hồi cung, cất bước chuẩn bị hướng đi xem một chút, tỉnh vương gia tự nhiên cũng đi theo phía sau hắn. Không ngờ Thái Y ngăn ở trước người hai vị quý nhân, cười khổ nói nói, vừa rồi Phạm Đại Nhân trước khi hôn mê nói, tốt nhất không cần có người đi vào, tránh cho. Hắn cao mày nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhớ ra từ mới mẻ kia, cảm nhiễm. Phạm nhàn dặn câu này, thật ra chỉ muốn cầu thanh tĩnh mà thôi. Hoàng đế cùng tỉnh vương ngay ra, đồng ý đề nghị này, không ngờ vừa nhìn Thái Y mặt lộ cùng nhiệt nói, bệ hạ thần cho là tiểu phạm đại nhân y thuật rất cao, hẳn là nên vào thái y viện để nhậm chức. Một có thể chữa bệnh cho các vị quý nhân trong cung, thứ hai cũng có thể truyền thụ học sinh, tạo phúc cho dân chúng khánh quốc. Lời này thật sự là lời mời thiện ý, vừa không có tư tâm, nhưng lúc này tình thế khẩn trương, bệ hạ rốt cục không nhịn được đoạt trước tỉnh vương mà nổi giận, nổi giận mắng, người còn chưa tỉnh lại, người đoạt cái gì mà đoạt. Phạm nhàn tài cán thế nào, làm sao có thể bị cuốn vào mấy việc vặt như thế tĩnh vương lại không tức giận cười hắc hắc lẩm bẩm một câu làm thầy thuốc vốn tốt hơn là làm bệnh nhân tam sử quan lại lúc này cũng lui đi ra ngoài cung kính hành lễ về phía bệ hạ được mấy câu khuyến khích của bệ hạ liền có chút ít tinh lực tiêu tụy rời đi hoàng cung lúc này trong cung trừ mấy vị thái giám cung nữ ra cũng chỉ còn lại có phạm nhàn và uyển nhi nhược nhược ba người lâm nguyễn nhi đau lòng nhìn phạm nhàn một cái vừa đau lòng nhìn em chồng sắc mặt tái nhợt một cái, nhẹ lau mồ hôi trên trán của nàng, đây là Phạm Nhàn lúc trước đã nói. Phạm Nhược Nhược tay vẫn ổn định đến hiện tại, rốt cục bắt đầu run rẩy lên. Biết mình cuối cùng dưới sự chỉ huy của ca ca, hoàn thành một chuyện rất rất giỏi, tánh mạng ca ca không còn nguy hiểm, tinh thần của nàng buông lỏng, hai chân mềm nhũng, suýt nửa ngã nhào trên đất. Lâm Nguyễn Nhi đỡ lấy nàng, có chút tự dễu cười cười, vẫn không nói chuyện, nụ cười này có ý tứ rất rõ ràng, đùi gà cô nương cảm thấy. Người bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đến giúp phạm nhàn chuyện gì đó, mà chỉ có chính mình, tựa như vĩnh viễn chỉ có thể bàn quan, không tạo được bất kỳ tác dụng gì. Chị dâu Phạm nhược nhược rốt cuộc phát hiện Lâm Nguyễn Nhi trầm mặt dị thường, ân cần hỏi, thân thể không sao chứ? Lâm Nguyễn Nhi bị em chồng nhìn chầm chầm nửa ngày, không có cách nào, chợt mỉm cười nói, không có chuyện gì không có chuyện gì mấy chữ nói có chút mơ hồ không rõ phạm nhược nhược định thần nhìn lại mới phát hiện mép chị dâu hẳn là có vết máu không khỏi hù dọa nhảy dựng lên chuẩn bị gọi ngự y đi vào nhìn lâm nguyễn nhi vội vàng che miệng của nàng sợ đánh thức phạm nhàn đang say mê trong dược lực có chút mồm miệng không rõ giải thích lo chuyện vừa cắn phải đầu lưỡi phạm nhược nhược hơi sững sờ lập tức hiểu chuyện gì xảy ra trong lòng không khỏi ấm áp đối với vị chị dâu tuổi còn trẻ này tăng thêm một tia kính yêu lúc trước thời điểm mớm thuốc cho phạm nhàn viễn nhi lòng như lửa đốt chỉ lo đem thuốc nhai dưới tình thế cấp bách cắn bị thương lưỡi của mình nhưng tâm lo tướng công an nguy lại vẫn nhịn đến hiện tại quản tính cung màn trắng đã sớm trừ đi lúc này mặt trăng ló ra hướng nhân gian lan tỏa thanh huy cùng năm đó màn trắng trong cung cũng có chút ít tương tự người bên ngoài nhóm dần dần tản mát chỉ để lại đầy đủ thị vệ cùng thái giám truyền tin trong cung cung nữ thái giám đem đầu đặt tại trên ghế nghỉ ngơi, thời khắc chuẩn bị xem tiểu phạm đại nhân thương thế có thay đổi gì, lại có cung nữ trực đêm an tĩnh rời đi giá nến dư thừa. Hai nữ tử an tĩnh ngồi trên ghế, nhìn Phạm Nhàn An tường ngủ trong ánh nến mờ mờ, trên mặt đồng thời lộ ra một tia nụ cười. Ngũ Trúc ở ngoài tầng tầng hoàng thành thành cung, một thân vải thô sim y, lạnh lùng nhìn một hướng khác trong cung, sau khi xác nhận người đó an toàn, lặng yên không một tiếng động lẻn vào đêm tối qua mấy ngày vẫn là trong hoàng cung mai viên thường ngày thanh tĩnh hôm nay lại bố phòng sâm nghiêm vị bệnh nhân hôm nay nổi danh nhất kinh đô đang nằm ở trên giường êm phát ra cảm khái lúc nào mới có thể trở về nhà phạm nhàn đang đắp chăn mỏng nằm ở trên giường êm nhìn chút hoa mai nhỏ như đang hiếu kính mình mà nở rộ sắc mặt có chút căm tức trong hoàng cung vật liệu tự nhiên vô cùng phong phú các loại danh quý dược liệu đi qua thái y viện dụng tâm sửa trị không ngừng hướng trong bụng của hắn rót vào muốn không bình phục cũng rất khó trong hoàng cung ở phương diện hầu hạ tự nhiên cũng so với phạm phủ mạnh hơn rất nhiều ngay cả mai viên cảnh trí cũng so với phạm gia hậu viên mạnh hơn không ít cộng thêm thê tử cùng muội muội đặc biệt chăm sóc có thể ngày ngày theo ở bên cạnh mình tiểu thu dương sưởi ấm tiểu chăn bông đang đắp tiểu mỹ nhân phụng bồi tựa như cùng cuộc sống ở nhà không có gì khác biệt trừ không có xích đu thôi nhưng hắn vẫn rất muốn về phạm phủ bởi vì hắn cảm thấy nơi đó mới là nhà của mình ở Kinh Đô. Sau khi trải qua Khánh Quốc Hoàng cung lần đầu tiên giải phẫu, ỉ vào gần đây 20 năm chuyên cần sửa khổ luyện thân thể trụ cột, hắn khôi phục cực nhanh, ngực vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cuối cùng có thể nằm ngang nhìn nắm phong cảnh. Chẳng qua là chân khí trong cơ thể ly tán, không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, trong lòng của hắn có chút lạnh lẽo cùng sợ hãi. Nhược nhược thổi thổi cháo loãng trong chén, dùng thì đút hắn một ngụm. Phía còn lại, Lâm Nguyễn Nhi đưa tay tiến vào trong áo của hắn, cẩn thận chỉnh lại túi nặng, đây là yêu cầu của Phạm Nhàn, dùng vải để bó buộc vết thương, cộng thêm túi nặng đè ép, đối với việc vết thương bình phục mới có lợi. Phạm Nhàn có chút khó khăn nuốt xuống cháo loãng, quán giận nói, ngày ngày hút cháo, trong miệng cũng nhạt ra cái chim rồi. Ta muốn về nhà. Không nói ăn món ăn bảo nguyệt lâu, uống uống quả tương liễu di nương pha, cũng so với cái này tốt hơn không ít. Lâm Nguyễn Nhi sẵn giọng, mới vừa tỉnh chưa đến hai ngày, nói cũng nhiều không ít, bệ hạ nếu ân chuẩn cho ngươi ở trong cung dưỡng thương, ngươi sợ cái gì lời ra tiếng vào. Bất quá! Trong miệng nhạt ra cái chim là có ý gì? Phạm nhược nhược cũng rất không minh bạch, chim gì? Phạm nhàn mặt không đổi sắc, nói sang chuyện khác, ta không phải sợ lời ra tiếng vào. Chỉ có chút nhớ nhà. Hôm nay hắn thân ở Hoàng Cung, không cách nào liên lạc cùng Khải Niên tiểu tổ, bệ hạ vừa hạ chỉ không để cho hắn quan tâm uyển nhi cùng nhược nhược dứt khoát không có rời cung thái giám cung nữ càng không khả năng nói huyền không miếu ám sát án kiện đã qua mấy ngày hắn cũng không biết bất kỳ tin tức tương quan càng không cách nào đi ngay mặt chất vấn chuyện lão nhân thọt có liên quan đến ảnh tử thật sự rất là khó chịu rất là bất an mai viên ở sau quảng tính cung hoàn cảnh thanh u vô cùng xuyên qua thiên tâm thai sẽ đến ngâm phong cát cũng chính là nơi tiểu phạm đại nhân dưỡng thương lúc này Mặc dù là bệ hạ đặc biệt giữ hắn ở lại trong cung chữa thương, hơn nửa người trong cung cũng biết tiểu phạm đại nhân lần này đối với hoàng gia mà nói, lập được bao nhiêu công, nhưng là một nam thần ở lâu trong cung, luôn luôn có cảm giác không thỏa đáng. Phạm Nhàn cũng biết rõ chuyện này, chẳng qua là đàng hoàng ở lại mai viên, đối với người các cung tới thăm non, đều dùng lý do thân thể khó chịu thoái thác. Lúc này một vị phu nhân sáng sổ mang theo vào phần chất phát, quen cửa quen nẻo bước đi trong ngâm phong cát, tay dẫn đứa bé, đi theo phía sau mấy cung nữ phạm nhàn hơi ngây ra phát hiện là nghi quý tần không nói thêm gì kể từ sau khi mình tỉnh lại nghi quý tần ngày ngày dẫn theo tam hoàng tử đến bên này chơi thứ nhất mọi người vốn là thân thích thứ hai ở huyền không miếu chính mình đã cứu lão tam một mạng đối phương dùng chuyện này làm lý do chính mình không dễ ngăn cản thứ ba phạm nhàn cũng rõ ràng vị nương nương này trong lòng cũng rất chân thực đi không phải nói không cần tới rồi sao làm sao hôm nay còn mang tới nữa? Hắn cười nói. Theo lễ bàn luận, hắn cần xưng hô đối phương một tiếng nương nương, nhưng thời điểm năm ngoái lần đầu vào cung, nghi quý tần thích Phạm Nhàn gọi mình là Di, thích cách xưng hô lộ ra vẻ thân mật này, Phạm Nhàn cũng không kiên trì thêm nữa. Hôm nay cung nữ phía sau nghi quý tần còn cầm mấy cái hộp đựng thức ăn, không biết bên trong là gì. Canh đông trùng hạ thảo mà thôi. Nghi quý tần cùng hai vị cô nương bên cạnh hắn gật đầu, không chút khách khí kéo ghế tới đây, ngồi xuống bên người Phạm Nhàn, nói, không phải là trong cung, là trong nhà của ngươi nấu nhờ ta mang đến. Phạm Nhàn a à một tiếng, nhìn đám nha hoàn đang bận rộn múc canh, bên trong có một người mặt mày vô cùng quen thuộc, cười nói, Tĩnh Nhi cũng tới sao? Tĩnh Nhi đúng là tiểu cung nữ mà lần đầu tiên hắn vào cung, dẫn theo hắn đến các nơi trong cung bái phỏng. Nàng không ngờ tới vị tiểu phạm đại nhân này còn nhớ chính mình, không khỏi sắc mặt ửng đỏ, dùng thanh âm như con mũi y một tiếng. Chuyện này làm cho tất cả mọi người nở nụ cười, nghi quý tần cười mắng, bị thương thành như vậy, vẫn không quên. Chợt thấy lời này không thể nói tiếp, liền thản nhiên cười ngừng miệng, nàng tuổi cũng không lớn, cộng thêm tính tình trời sinh có chút chất phát, cho nên rất dễ dàng cùng người thân cận, quay đầu cùng Uyển Nhi nói mấy câu, lại cùng nhược nhược hàng huyên chuyện trong nhà, làm cho các nàng an tâm ở trong cung, phạm phủ không có vấn đề gì. Tam hoàng tử ngồi ở bên người nàng hôm nay lại lộ vẻ đàng hoàng hơn trước rất nhiều, càng không có thái độ ngang ngược như lúc ở Bảo Nguyệt lầu, cúi đầu, vẻ mặt đau khổ, không nói một lời. Chẳng qua thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, lén lén lúc lúc nhìn bệnh nhân trên giường một cái. Chuyện ở Huyền Không Miếu đã sớm để cho hắn tiêu tan tức giận đối với Phạm nhàn ở Bảo Nguyệt lầu. Dù sao lúc ấy, trừ vị đại biểu ca này ra, hẳn là không có một người nào quan tâm đến sinh tử của mình bao gồm hai vị huynh trưởng ruột thịt, cũng chỉ muốn đi cứu phụ hoàng. Lúc ấy nếu không phải Phạm Nhàn có mặt, chỉ sợ cái mạng nhỏ này đã mất trong tay cửu phẩm thích khách kia rồi. Hài tử 8 tuổi, dù trưởng thành sớm đến cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ là tuổi mà tinh khiết lấy yêu ghét phán đoán thân sơ. Tam hoàng tử lúc này nhìn Phạm Nhàn gương mặt tái nhợt, liền nhớ tới trên huyền không miếu Phạm Nhàn đứng ngay trước mặt mình, anh dũng thái độ vô cùng tiêu sái, trong lòng sinh ra cảm giác kính yêu khó diễn tả thành lời. Nguyễn Nhi nhìn Tam Hoàng tử một cái, kinh ngạc hỏi, Lão Tam, làm sao hôm nay ngươi an tĩnh như vậy? Tam Hoàng tử hì hì cười một tiếng, nói, thần tỷ tỷ không có gì đâu. Nguyễn Nhi càng thêm khó hiểu, cười nói, giống như biến thành người khác vậy. Nghi quý tần đau lòng nhìn con mình một cái, nói, nếu không có phạm nhàn chỉ sợ tiểu tử này ngay cả mạng sống cũng không còn, bị kinh sợ lớn như vậy, dù sao cũng phải đàng hoàng chút ít mới được phạm nhàn nằm ở trên giường không tiện quay đầu chỉ liếc mắt nhìn mấy người nói chuyện được tĩnh nhi hầu hạ chậm rãi uống chén canh đông trùng hạ thảo tĩnh nhi cầm chén vô cùng nhanh chóng ở trong lòng bàn tay của hắn cấu một cái đầu ngón tay mềm nhẵn vô cùng phạm nhàn hơi ngây ra biết tiểu cung nữ này chắc chắn sẽ không trêu chọc chính mình vào lúc này hiểu được nhất định là nghi quý tần có mấy lời muốn nói với mình hắn dừng một chút nói uyển nhi ngươi dẫn tam điện hạ đi dạo một chút này đi muội muội ngươi cũng đi đi hai người nhìn hắn một cái biết hắn và nghi quý tần có gì muốn nói chân thành đứng dậy lôi kéo tam hoàng tử có chút không nỡ đi vào trong viên thuận đường còn mang đi thái giám cùng cung nữ hầu hạ ở bên trong ngâm phong các lúc này cũng chỉ còn lại phạm nhàn cùng nghi quý tần hai người chẳng qua là thần tử vốn không tiện một mình cùng một vị nương nương trẻ tuổi ở chung cho nên tỉnh nhi rất tự giác mà lưu lại phạm nhàn có chút khó khăn quay đầu nhìn tỉnh nhi một cái nghi quý tần hiểu ý mỉm cười nói tiểu nha đầu từ trong nhà đưa tới không sợ di a à? phạm nhàn cười khổ nói vừa có chuyện gì cần để ý như vậy chất nhi bị thương nặng vừa tỉnh chưa được hai ngày nghi quý tần vung khăn lên cười nói ta không tới tìm ngươi chẳng lẽ ngươi cũng không muốn tìm ta ư lời này không có nửa phần tâm tình ám muội Chẳng qua là nàng đoán chắc Phạm Nhàn lúc này cũng vô cùng muốn biết tin tức ngoài cung, chuyện mưu sát trong huyền không miếu thật sự là có chút quỷ dị, không chỉ là các vị chủ tử trong cung nội tâm lo sợ, lũ triều thần ngoài cung cảm thấy bất an, ngay cả bách tính trong kinh nghị luận. Đều có chút cảm giác lo sợ, bên cạnh bàn cơm, tử quán, lớn tiếng mắng nhiếc thích khách, nhỏ giọng suy đoán chân thực lai lịch của thích khách, hẳn là suy đoán ra mấy trăm đáp án. Nghi quý tần rõ ràng, bệ hạ muốn cho Phạm Nhàn an tâm dưỡng thương, cho nên chặt đứt hết thảy tình báo của hắn mà chính mình có thể dễ dàng trợ giúp hắn đạt được một chút không sợ bệ hạ trách cứ nương nương ư phạm nhàn tự tiếu phi tiếu nhìn nàng cùng lắm thì bị mắng thôi nghi quý tần nói chuyện rất trực tiếp ha ha cười một tiếng nói trừ ngươi ra ta không còn ai để trông cậy vào cả phạm nhàn hiểu được ý tứ của nàng trong cung tổng cộng có bốn vị nương nương có con hoàng hậu không cần nhắc đến hoàng tử của ninh tài tử Thục Quý phi cũng đã trưởng thành, tự có một phương thế lực, cũng chỉ có nghi quý tần trước mặt, gia đình xuất thân mặc dù cao quý, hơn nữa lại có phạm phủ làm lực lượng ngoài cung. Nhưng Tam hoàng tử thật sự là tuổi còn rất trẻ. Hắn hơi chút trầm mặt, đem cảnh Tượng Huyền không miếu lúc ấy nói ra. Mặc dù đã nghe qua một lần từ trong miệng con mình, nhưng nghi quý tần lúc này nghe vẫn vô cùng lo lắng, hai tay gắt gao nắm chặt khăn tay. Tựa như lo sợ thích thích ẩn mình trong thị vệ sẽ một đau đem con mình đánh chết sau khi nghe xong nàng căm hận nói làm sao có thể có thích khách mai phục trong thị vệ chứ thị vệ trong cung đều phải tra xét lý lịch ba đời cơ mà hẳn không phải nhằm vào lão phạm nhàn cười ta gọi là lão tam được chứ ngươi là ca ca dĩ nhiên tùy ngươi gọi không phải nhằm vào lão tam phạm nhàn nhẹ giọng giải thích có lẽ tên thích khách kia chỉ thuận tay giết lão tam nhưng bệ hạ mới là chân thực mục đích Di ngươi yên tâm đi, mặc dù thái tử hiện tại có chút lo lắng thực lực trong nhà, ta cùng lão nhị quan hệ cũng không tốt, nhưng lão tam còn quá nhỏ. Sẽ không bị bọn họ xếp vào là mục tiêu cần giải quyết. Lời này nói trong hoàng cung, lá gan quả thật có chút lớn, mặc dù bốn phía ngâm phong các không có người nghe lén, nhưng mà sắc mặt Nghi Quý Tần vẫn hơi đổi, có chút mất tự nhiên mà nở nụ cười. Nàng lo lắng nhất đúng là có phải người nào trong cung đối với nghi tử của mình không có ý tốt hay không? lúc này nghe Phạm Nhàn phân trần, trong lòng buông lỏng, sau đó bắt đầu nhỏ giọng nói đến tình huống điều tra ở ngoài cung đối với Phạm Nhàn. Phạm Nhàn không biết điều tra tiến triển đến đâu, nhưng nàng vì nhà mẹ đẻ ở ngoài cung có không ít tai mắt, tin tức cùng tình huống thật sự không sai lệch lắm. Cung điển đã bị bắt. Phạm Nhàn khẽ ừ một tiếng, cũng không dâng lên kiếp sợ trong lòng, nghi quý tần dùng chữ bắt, đã nói rõ triều đình đối với chuyện này đã có kết luận rồi, bất quá cũng không kỳ quái. Thân là thống lĩnh cấm quân kim thống lĩnh thị vệ, thời điểm sự kiện ám sát ở huyền không miếu phát sinh, lại không có bên cạnh bệ hạ, riêng một cái lý do này đã đủ đem vị cung đại thống lĩnh này đánh ngã lăng, cộng thêm vô số cái chân đạp lên, làm cho hắn trọn đời không thể lật mình. Phạm Nhàn cảm thấy hứng thú hơn là vị đại thống lĩnh hồ đồ tới cực điểm này lúc ấy rốt cuộc đang làm cái gì. Hắn ở Lạc Châu phía Nam Kinh Đô 40 dặm, nghe chính hắn nói là phụng chỉ mà đi làm việc. Nghi Quý Tần vừa nói, vừa toát ra vẻ mặt nghi ngờ cho dù cung điển muốn giải vây cho mình cũng không thể nói hai chữ phụng chỉ lời này đưa đến chỗ bệ hạ nơi đó lập tức sẽ bị bác bỏ rồi nhưng đi làm chuyện gì giám sát viện thẩm vấn hai ngày thủy chung không rõ ràng lắm phạm nhàn không khỏi hít vào một hơi thở dài nói ta luôn luôn biết cung điển người này rất ngay thẳng nhưng không ngờ tới hắn lại ngu dốt như thế sao phạm nhàn lắc đầu thở dài nói nếu không phải là ý chỉ của bệ hạ để cho hắn đi lạc châu làm việc vậy nhất định chính là vị kia nhưng vấn đề là xảy ra chuyện ám sát hắn làm sao còn có thể đem vị kia ra làm cứu binh được cho dù hắn đưa ra ngoài bệ hạ cũng không thể chấp nhận chỉ sợ sẽ làm cho hắn chết nhanh hơn nghi quý tần cuối cùng vẫn không thích ứng được với cách nói trực tiếp và lớn mật của phạm nhàn có chút chút khổ cười cười những chuyện này chúng ta cũng đừng quản đúng vậy a à, chúng ta cũng không có tư cách quản Phạm Nhàn thở dài, Diệp Gia lần này sợ rằng gặp khổ rồi, thân phận thích khách đã điều tra xong chưa? Người thích khách đầu tiên xuất thủ, chính là tên cửu phẩm cao thủ đã chết kia. Nghi quý tần trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nghe nói là Tây Hồ Tả Hiền Vương phủ thích khách, đã lẻn vào Khánh Quốc 14 năm rồi. Tại sao cùng Tây Hồ có quan hệ? Phạm Nhàn kinh ngạc nói, Hồ Nhân làm sao có thể hầu hạ trong cung lâu như vậy, còn không bị ai phát hiện hồ nhân này lai lịch có chút lợi hại nghi quý tần suy nghĩ một chút tổ chức từ ngữ giải thích một phen phạm nhàn thế mới biết thì ra hồ nhân thích khách chết ở trên tay hồng công công là lúc năm đó khánh quốc khai quốc cùng hòa thân tây hồ đưa qua đời sau của giả công chúa mặc dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn có diện mạo của người khánh quốc thật ra thì lần hòa thân này rất nổi danh bởi vì khi tây hồ bị khánh quốc đánh tới thảm nhất đối phương từng muốn cầu hòa xưng thần phái một đội đời sau của đội ngũ hòa thân năm đó trở lại kinh đô chẳng qua là bị khánh quốc kiên quyết cự tuyệt đối phương quy thuận một chi đội ngũ này sau đó bi thảm trở về tây hồ không ngờ tới còn có một vị cao thủ ở lại kinh đô sau đó lựa chọn thời điểm này để bộc phát đối phương làm sao có thể lẻn vào trong cung làm thị vệ thủ tục là ai làm người làm đã chết từ lâu nghi quý tần nhíu mày nói cho nên thành án chưa giải quyết Phạm Nhàn ở trong lòng dơ một ngón tay, chính mình đối với chuyện này, rốt cục chạm tới một cái mặt lập thể rồi. Tiểu thái giám còn sống, lấy thủ đoạn của giám sát viện hẳn là có thể tra xét rõ ràng. Hắn trầm giọng hỏi. Nghi quý tần gật đầu, tra vô cùng rõ ràng, tiểu thái giám là 15 năm trước kinh đô, trong sóng gió phong ba lần đó có hậu nhân của một vị vương công bị chết, năm đó kinh đô đã chết quá nhiều người, cho nên lại để cho một vị người hầu của vương công quý phủ ôm hắn chạy ra ngoài, lúc ấy hắn mới vừa vặn mới ra đời không lâu. Cho nên trên danh sách, để sót người này, người hầu kia hẳn là tự sát, sau đó đứa bé năm xưa được một vị nông phu nhận nuôi, sau đó tự cung vào cung. Vậy chủy thủ dấu thế nào? Phạm Nhàn cho là đây mới là vấn đề thực sự, tiểu thái giám hẳn là không thể sắp đặt được chuyện như vậy. Nghi quý tần kế tiếp nói, để ngã ý nghĩ của Phạm Nhàn, ba năm trước đây, tiểu thái giám chịu trách nhiệm quét dọn tầng cao nhất của huyền không miếu trước thưởng quốc hội, chính là lúc đó giấu vào, giám sát viện đã tìm được nơi làm chủy thủ, xác nhận thời gian. Phạm Nhàn nhíu mày, tiểu thái giám nếu là người trong cuộc của Lưu Huyết Dạ 15 năm trước lưu lại. Lưu Huyết Dạ kia chính mình rõ ràng là hoàng đế, Trần Bình Bình, phụ thân vì báo thù cho mẫu thân mà thi triển ra thủ đoạn, lúc ấy mấy nhà vương công lớn nhất Khánh quốc cũng bị nhổ tận gốc, kinh đô không biết đã chết bao nhiêu người. Ngay cả gia tộc của hoàng hậu cũng bị chém một cây cành lá không dư thừa, chỉ để lại nàng một người ai biết phía sau tiểu thái giám này đại biểu điều gì tây hồ vương công những người này quả thật có động cơ cùng dũng khí để ám hại hoàng đế chẳng qua là làm sao lại cùng nhau tới diệp gia có phản ứng gì không phạm nhàn rất chân thành hỏi có thể có phản ứng gì nghi quý tần cười lắc đầu nói diệp trọng dân liền tám thiên tấu chương xin tội lại không dám trở về thương châu đàng hoàng ở trong phủ ngay cả thân binh trong phủ cũng giao cho người của Kinh đô phủ quản lý, cẩn thận tột đỉnh, liền xem bệ hạ xử lý thế nào đây. Bệ hạ a. Phạm Nhàn cũng nở nụ cười, nhìn Diệp Lưu Vân có trở về kinh đô hay không sao. Hai người còn chuẩn bị nói gì đó, chợt nghe một góc mai viên mơ hồ truyền đến thanh âm đàm thoại, liền trầm mặt, bắt đầu nói chút ít chuyện khác. Phạm Nhàn đầu tiên nói chuyện bảo nguyệt lâu, đối với thương tổn của nghị công phủ tỏ vẻ xin lỗi. Nghi quý tần đại biểu quốc công phủ cảm tạ Phạm Nhàn không nể tình riêng, dũng cảm quản giáo tiểu hài tử, mạnh mẽ ngăn trở quốc công phủ tương lai không rơi vào vực sâu. Chủ tân song phương nói chuyện với nhau thật vui, sau đó cáo biệt. Nói những chuyện gì đó? Tuyển nhi nhìn thân ảnh Nghi quý tần dẫn lão tam rời khỏi viên, tò mò hỏi, vị nương nương này từ trước đến giờ chất phát thật thà ở trong cung, sao hôm nay lại có chút khẩn trương? Phạm Nhàn cười nói, hài tử trưởng thành làm mẹ làm sao có thể giống như trước được. Chờ tương lai chúng ta có hài tử, ngươi sẽ hiểu. Lâm Nguyễn Nhi sắc mặt quẩn bách, lại nghĩ tới bụng của mình tựa như vẫn không có động tĩnh gì, chẳng qua là tướng công hôm nay bị thương, cũng không nên nói thêm gì, đành phải miễn cưỡng cười một tiếng, chuyển đề tài, phía ngoài có phải đã náo long trời lỡ đất hay không? Phạm Nhàn nhẹ giọng đem tin tức nghi quý tần mang đến nói một lần, nhìn thoáng qua thái giám cung nữ cách đó không xa, nói, gió có chút lạnh rồi, chúng ta trở về phòng đi. Biết có chút ít lời nói không tiện nói ngay trước mặt hạ nhân trong cung, Viễn Nhi cùng nhược nhược gật đầu, sai sử thái giám tới đây cất giường êm. Sau khi trở về phòng, nằm ở trên giường lớn, Phạm Nhàn mở to mắt nhìn nóc giường, không biết đang suy tư cái gì, sau một hồi lâu rốt cục nói, người nói dịp gia lần này sẽ có kết quả gì. Lúc này trong phòng không có người nào, hắn cũng không cần kiên kỵ gì nữa, nói thẳng, cung điển nhất định là nhận được ý chỉ, mới có thể đi Lạc Châu. Hơn nữa khẳng định không phải là ý chỉ của bệ hạ, nếu không cung điển kêu oan, ngay cả bệ hạ cũng không thể xử lý được. Trong lòng của hắn dân lên lạnh lẽo mãnh liệt, một chiêu này mặc dù có chút hoang đường, nhưng rất có hiệu quả, Thái hậu mật chỉ để cho cung điển đi Lạc Châu làm việc, hắn thân là thống lĩnh cấm quân dĩ nhiên muốn đi, mà huyền không miếu đột nhiên có thích khách. Nếu như lúc thẩm án, cung điển cố gắng nói là Thái hậu mật chỉ để cho hắn rời kinh, vậy thì chẳng khác nào tuyên cáo với thiên hạ là thái hậu muốn giết hoàng đế ư nếu như cung điển không muốn bị liên lụy tới cửu tộc lời này không thể làm gì khác đàn chôn ở trong bụng chấp nhận chịu thiệt thòi lâm quyển nhi cùng nhược nhược đều là người thông minh dĩ nhiên sẽ không nghĩ thật sự là thái hậu an bài chuyện huyền không miếu quyển nhi mang bộ mặt sầu thảm nói người muốn nói cung điển đi lạc châu là ngoại tổ mẫu cùng bệ hạ cùng nhau sắp đặt ư phạm nhàn ừ Nhược nhược câu mày nói Tại sao phải làm như vậy Phạm nhàn cười lạnh nói Cung điển là thống lĩnh cấm quân Lại là sư đệ của Diệp Trọng Lần này hắn xui xẻo Diệp gia tự nhiên cũng sẽ xui xẻo Viễn Nhi trong lòng lo cho bạn tốt của mình Diệp Linh Nhi Thở dài nói Diệp gia luôn luôn trung thành Tại sao bệ hạ muốn Nói còn chưa dứt lời Tất cả mọi người đã hiểu Phạm nhàn thở dài nói Bệ hạ nếu như không nghi ngờ sự trung thành của Diệp gia, Dĩ nhiên không sẽ chọn làm như vậy, nhưng hôm nay nếu đã sinh nghi, chỉ có thể lựa chọn để cho Diệp gia đứng sang bên cạnh, ít nhất kinh đô trọng địa, không thể nào để cho sư huynh để bọn họ hai người canh gác. Vấn đề mấu chốt nhất chính là, Diệp gia lại có một vị đại tông sư duy nhất tại ngoài sáng trong thánh quốc chúng ta. Chỉ cần Diệp Lưu Vân một ngày còn chưa chết, như vậy cái cớ bình thường căn bản không động được tới Diệp gia. Cho nên mới phải dùng một chiêu nham hiểm, đánh mất thể diện hoàng gia như vậy phạm nhàn thở dài nói cũng không sợ các thần tử trong lòng nguội lạnh hay sao tại sao bệ hạ lại động nghi đối với diệp gia rất đơn giản phạm nhàn giải thích bệ hạ chỉ hôn cho nhị hoàng tử cùng diệp linh nhi nếu như diệp trọng nhìn chuẩn xác lúc ấy nên tự hôn chỉ sợ hắn tán thành hôn sự này cũng có thể trước tiên từ bỏ chức vụ phòng bị kinh đô không nói quy lão cho dù điều động đến biên phòng cũng có thể làm cho bệ hạ an lòng chút ít mà hắn không làm cả hai chuyện này, cho nên. Lâm Nguyễn Nhi cùng nhược nhược ảm nhiên gật đầu, nhược nhược không nhịn được mở miệng nói, nơi này thật là nhiều khúc mắt. Lúc ở Bắc Tề, ta đã đoán được sẽ có một ngày như thế. Phạm Nhàn nói, chỉ là không ngờ đến, bệ hạ sẽ dùng thủ đoạn không phóng khoáng như vậy mà thôi. Nguyễn Nhi bỗng nhiên nói, như thế xem ra, huyền không miếu ám sát, vốn chính là chuyện trong dự liệu của bệ hạ sao. Phạm Nhàn nhìn nàng, gật đầu, chẳng qua là không biết mọi chuyện đều ở trong tính toán, hay là nói bệ hạ vốn chỉ an bài một trong số đó thôi. Lâm Nguyễn Nhi nhìn hai mắt của hắn, chậm rãi nói, bệ hạ cả đời này không thích hiểm nguy, cho nên nhiều lắm là hắn sẽ phóng một mồi lửa mà thôi. Hai vợ chồng trầm mặt nhìn nhau một lúc lâu, tựa như cũng có chút sợ. Lửa ở huyền không miếu nếu như là bệ hạ an bài, phía sau liên hoàng mấy trận, là ai an bài đây? Phạm Nhàn chậm rãi khép lại hai mắt, nhẹ nói, thích khách an bài quá nhanh nhẹn linh hoạt nhanh nhẹn linh hoạt đến nỗi ta căn bản không tin tưởng đây là một kế hoạch mà một tổ chức hoặc là nói là mấy cái tổ chức có thể sắp đặt được chẳng qua là đúng dịp mà thôi hắn tiếp tục nói chẳng qua là thích khách mấy phương chôn giấu ở trong cung chợt phát hiện tình thế trên huyền không miếu hết sức thích hợp bọn họ bỗng nhiên bộc phát cho nên không cần thương lượng cũng không có dự mưu luân phiên ám sát cứ như vậy đột nhiên bộc phát cuối cùng hắn nói với mình rất rõ ràng, đây là một thần tiên cục, thần tiên cục hoàn toàn ngoài dự liệu của bệ hạ. Trong kiến trúc âm trầm cách hoàng cung cũng không phải quá xa xôi, Trần Bình Bình ngồi ở trên xe lăn không nói một lời, bảy vị đầu một bên dưới cũng trầm mặt, không biết nên nói gì, hoàng đế bị ám sát, trừ cấm quân muốn gánh chịu trách nhiệm lớn nhất ra, giám sát viện cũng muốn chịu hậu quả thật lớn. Nếu như không phải là đề ti đại nhân lúc này nằm trong cung, cứu vãn cái cục diện kia có lẽ giám sát viện cũng chỉ có cùng dịp gia giống nhau, chờ trong cung tới xử lý chính mình. Ngôn băng vân đã chính thức nhậm chức tứ xử đầu một lạnh lùng mở miệng, phá vỡ an tĩnh trong mật thất, thích khách mà Tây Hồ lén gài vào, tiểu thái giám huyết giả dạ dư nghiệp 15 năm trước, đệ đệ tứ cố kiếm trong truyền thuyết, mấy người này căn bản không thể nào cùng nhau tới, để bày ra cục diện như vậy. Hơn nửa ngọn lửa kia đến tục cùng là ai đốt, đến nay không có điều tra ra. Theo các nơi tin tức truyền đến, bắt tề cẩm y vệ trước mắt đang đại loạn căn bản không có rảnh rỗi để mưu tính chuyện này đông di thành cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tham dự chuyện này lục sử đầu mục thay thế cũng lạnh lùng đã mở miệng hơn nửa tứ cố kiếm có đệ đệ đây chỉ là chuyện trong truyền thuyết cũng không ai biết người này có phải tồn tại thật hay không giám sát viện nhị sử ti trách tình báo cộng lại cùng phân tích đầu mục vẻ mặt xin tội thẹn nói một chút điểm tình báo cũng không có tuy nói là thuộc hạ thất trách nhưng thuộc hạ cho là muốn mưu kế một cái sát cục như vậy tình báo qua lại ắt không thể thiếu dù sao chúng ta cũng phải bắt được một chút đầu mối nhưng một đầu mối cũng không có ta chỉ có thể cho là mấy phương mưu sát cũng không có tiến hành quá chân chính tiếp xúc thậm chí ta lớn mật phán đoán mấy tên thích khách này cũng không quen biết lẫn nhau trần bình bình ngồi ở xe lăn chậm rãi mở hai mắt ra dùng ánh mắt có chút khàn khàn nhìn thuộc hạ của mình nghĩ thầm bệ hạ bảo người phóng hỏa dĩ nhiên không thể bị các ngươi bắt được về phần tên thích khách tây hồ tiểu thái giám gan lớn kia quỷ biết từ đâu mà nhô ra bệ hạ cùng lão phu không phải thần tiên thực sự đó là một thần tiên cục lão nhân ngáp một cái đúng dịp mà thôi nào có nhiều mưu tính như vậy nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha